chương 2840, hóa nguyên quy nhất quả. Cũng không thể nói như vậy, đại hắc cẩu vỗ vỗ vai của Lăng Hàn, bảo khí cuối cùng là vật ngoại thân, có thể một người khác đạt được tam giới tháp đồng dạng có thể thay đổi vận mệnh, quật khởi thành chúa tể một phương. Thế nhưng, cẩu gia có thể khẳng định, người này tuyệt đối không thể đạt được thành tựu như ngươi hiện tại. Nó nghiêm nét mặt nói, độ cao của ngươi hiện tại, đã không kém thiên tôn đại nhân lúc trước, thậm chí vượt qua. Lúc trước tiến hóa lũy thừa của Duyên Sinh Thiên Tôn cũng chỉ là 11, thành tựu Tiên Vương tầng 9 vô số năm mới rốt cục bước ra bước cuối cùng. Mà tiến hóa lũy thừa của Lăng Hàn thẳng đến 12, chỉ cần hắn thật có thể đạt đến một bước này, vậy hắn liền nhất định có thể trở thành Thiên Tôn. Tỷ Như, Hỏa Phù Dung, từ điểm đó mà nói, Lăng Hàn đã vượt qua Duyên Sinh Thiên Tôn. Lăng Hàn chậm rãi gật đầu, một chút ý nghĩ mê man kia lập tức tan biến. Đúng, hắn quật khởi có thành phần vận may, nhưng trên thực tế vị cường giả tuyệt thế nào quật khởi không có thành phần vận may. Nhưng muốn leo tới trí cao, vậy chỉ có thể dựa vào bản thân nỗ lực. Như hiện tại lăng hàn hình thành đạo của mình, hơn nữ ý cảnh viên mãn, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, hắn sẽ từng bước viên mãn, chân chính đi ra con đường riêng biệt. Đây là hắn nỗ lực, cùng hắc tháp không quan hệ. Cả đám tiếp tục tiến lên, ngõ lý không ngừng phóng thích gợn sóng màu xanh lục, điều này có thể hữu hiệu giám định đại thú kéo tới là thật hay giả. Hơn nữa, ở ngõ lý tính toán, bọn họ cũng tìm được đường chính xác. Mỗi thông qua một đầu mối không gian, kỳ thực thông đạo đều có lối rẽ, chỉ là thật giả giống nhau, giả cũng như thật mà thật cũng như giả, nếu không có tên biến thái như ngõ lý, căn bản không có ai sẽ chú ý tới. Mười mấy ngày sau, bọn họ rốt cục đi ra con đường này. Phía trước hiện ra một bầu trời trong xanh, có mặt trời chó trang, ánh nắng tươi sáng. Tất cả mọi người trong lòng phấn chấn, ở trong đường núi bị nhốt nhiều ngày như vậy, hiện tại rốt cục lại thấy ánh mặt trời, để bọn họ có một loại tâm tình khoan khoái không nói ra được. Kỳ quái, bọn họ ngẩng đầu nhìn, không ai không kinh ngạc, bởi vì nơi này vẫn là một mảnh sáng sủa, nhưng bầu trời cách không xa lại một mảnh mù mịt, đi một bên khác liền thấy bầu trời hạ mưa xối xả, đi lên trước nữa, lại có liệt diếm cuồn cuộn, còn có lôi đình như sôi. Đếm một chút, vừa vặn có 9 loại thời tiết cực đoan. 9 loại hoàn cảnh hoàn toàn không giống, tiên vương lại vừa vặn 9 tầng, đây là có ý gì? Lăng Hàn nói. Liễu Vũ Phi mở miệng, đây chỉ là một trùng hợp mà thôi, bởi vì chín loại hoàn cảnh này dung hợp mới có thể bồi dưỡng ra Hóa Nguyên Quy nhất quả. Hóa Nguyên Quy nhất quả? Tất cả mọi người kinh ngạc, cái này là món đồ gì? Liễu Vũ Phi tiếp tục nói, ta từ trên một quyển cổ thư nhìn thấy, Hóa Nguyên Quy nhất quả này chính là tiên vương tầng 9 ngã xuống, lấy tinh huyết của bản thân đúc thành, lại bày xuống cửu thiên tinh trận, trải qua vô số năm trưởng thành, cuối cùng thành chính quả. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng từng đọc không ít ghi chép, sao xưa nay chưa từng nghe nói có vật như vậy. Hóa nguyên quy nhất quả có ích lợi gì? Lưu Hào hỏi, đạo quả suốt đời của một vị tiên vương tầng 9. Liễu Vũ Phi thông thả nói, mà Hà Phong tiên vương càng có tư cách xung kích thiên tôn, đạo quả của hắn là kinh người cỡ nào, không cần ta nói mọi người cũng có thể đoán được một chút chứ. Tất cả mọi người tim đập thình thịch, cho dù bọn họ có thể thẳng tiến tầng 9, nhưng dù sao cũng cần thời gian, hơn nữa còn không phải một năm hai năm, mà là mấy tỷ năm. Cái này quá dài, nhưng một viên hóa nguyên quy nhất quả, bọn họ liền có thể bước vào tầng 9, có thể thay bọn họ tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Hơn nữa, còn để bọn họ dòm ngó một chút ảo diệu bước vào thiên tôn, đây mới là trọng yếu nhất. So với tâm đắc thủ chắc càng tốt hơn, người lại nói ra hào phóng như vậy. Hỏa phù dung trầm giọng hỏi, liễu vũ phi mỉm cười. Đầu tiên, không có hai bên phối hợp, chúng ta ai cũng phá không được cửu thiên tinh trận này, sao đàm luận thu hoạch. Thứ hai, theo ta được biết, hóa nguyên quy nhất quả không chỉ một trái, đủ mọi người chia. Có thể tin tưởng nàng sao, ở trong lòng mỗi người đều đánh một dấu chấm hỏi, nhưng dù sao Liễu Vũ Phi chỉ là tiên vương tầng 5, cho dù là siêu cấp đế tinh thì đã làm sao, căn bản không sợ nàng. Đã như vậy, vậy mọi người liền đồng tâm hiệp lực, đồng ngư tiên quả. Tiêu Anh Hùng nói, Liễu Vũ Phi mỉm cười nói, vậy còn xin mời chư vị phối hợp ta, đối với tình huống của nơi này, tin tưởng ta hiểu rõ hơn chư vị rất nhiều. Tất cả mọi người gật đầu, bọn họ đi tới, khu vực này hoàn cảnh bình thường nhất, không gió không mưa, mặt trời chó trang, khiến tâm tình người ta cũng tốt lên theo. Cẩn thận, tuy hoàn cảnh khu vực này không mang theo sát cơ, nhưng độ nguy hiểm không hề nhỏ. Liễu Vũ Phi cảnh cáo nói, phảng phất như chứng minh lời nàng, phía trước quang ảnh lấp lóe, hóa thành hai tồn tại hình người, toàn bộ do tia sáng hình thành. Xeo, một tia sáng trước tiên công kích, đánh ra trùng sáng, quét ngang về phía mọi người tốc độ rất nhanh, nhưng không có khuếch đại như ngõ lý, để mọi người có đủ thời gian đưa tay ra, ở trước người bày xuống phòng ngự. Nhất thời, tia sáng bị chém nát, yếu như thế, tất cả mọi người nói, lời ra khỏi miệng, bọn họ đều bật cười, nhìn thấy chùm sáng liền không kìm lòng được nghĩ đến ngõ lý, nhưng chỉ cần là ánh sáng liền có thể so sánh với ngõ lý công kích sao. Hỏa phù dung nhảy ra ngoài, tay phải chạm một cái, cắt ra một đạo sóng lửa. Phốc, phốc, hai tia sáng lập tức bị cắt gọt thành hai đoạt, nhưng tình cảnh quái quỷ xuất hiện khi sóng lửa cắt qua thân thể của bọn nó lại lần nữa dính đến cùng một chỗ quả nhiên không có đơn giản như vậy tất cả mọi người nói cái này tốt xấu gì cũng là thủ đoạn của một vị tiên vương tầng chín bảy xuống thậm chí sắp chạm đến thiên tôn vị không thể đơn giản như vậy xeo 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 tia sáng kích bắn tất cả mọi người vọt ra bốn phía không ngừng ra tay nhân quang thứ ba xuất hiện sau đó là thứ tư thứ năm số lượng càng ngày càng nhiều làm cho mọi người áp lực thực lớn sau khi số lượng đột phá một cực hạn nào đó, thì sẽ hình thành biến chất. chương 2841, phá một mắt trận. Đương nhiên, cái này cũng là thực lực của nhân quang rất mạnh, đạt đến tiên vương tầng 4, nếu không thì, nhiều hơn nữa cũng không thể hình thành biến chất. Số lượng nhân quang vô cùng vô tận, sau khi vượt qua một ngàn, tất cả mọi người áp lực như núi lớn. Ngay cả ngự hư tiên vương cũng khẽ cao mày, tuy hiện tại hắn có thể thủ vững trái, nhưng nếu số lượng lên nữa, đạt đến hai ngàn, mười ngàn thậm chí mười vạn, vậy cho dù hắn là tiên vương mạnh nhất cũng phải chịu đựng không được. Không thể bị động phòng thủ như thế, nhất định phải phá mắt trận, đi theo ta, liếu vũ phi núng nịu nói, kính xin hai vị tiền bối tầng 9 mở đường, ngự hư tiên vương cùng đại hắc cầu cũng không thoái thác, hiện tại không phải là thời điểm tính toán ân oán cá nhân. Hai đại cường giả mở đường ở trước mặt, mọi người đi tới, một đường tự nhiên là thế như trẻ tre, nhưng càng chạy những nhân quang này càng nhiều, để tốc độ tiến lên của bọn họ không thể không chậm lại. Ngự hư tiên vương không thể không lấy ra càn cổ chuông, rung động ra sóng gợn đáng sợ, chấn nhân quang đến mức nát tan. Không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm thấy uy lực của càn cổ chuông giảm xuống một đoạn dài. Nhưng hiện tại tình hình trận chiến khẩn cấp, ngự hư tiên vương liền không có suy nghĩ nhiều, chỉ ra sức siết về phía trước. Đây là lấy lực lượng to lớn của tiên vương mở ra tiểu thế giới, nhưng diện tích địa vực không nhỏ chút nào, bọn họ đi tới ba ngày vẫn không có tới phần cuối. Từ tình huống trên bầu trời. Toàn bộ tiểu thế giới như cái bánh gato chia làm 9 phần, bên ngoài lớn, bên trong nhỏ, 9 khu vực hội tụ cùng một chỗ. Mà bọn họ thì đang bước về phía khu vực trung tâm này. Còn khoảng 2 ngày hành trình, tất cả mọi người thở hổn hển nói, đừng nhìn điểm cuối ở trong tầm mắt, nhưng nhân quang thực quá to lớn, để bọn họ mỗi tiến lên một bước đều phải giết chóc vô số, tốc độ tự nhiên chậm đến trình độ cao nhất. Bọn họ cũng không hề nói tiếp sức gì, nếu như Tiên Vương, siêu cấp đế tinh ngay cả chút nghị lực ấy cũng không có. Vậy bọn họ có tư cách gì đi đến một bước này? Làm sao đàm luận thành tựu thiên tôn? Mỗi người đều cắn răng, hai ngày sau, bọn họ cuối cùng giết tới phần cuối, trung tâm của thiên địa. Cái này có một khối bia đá, phía trên che kín hoa văn phức tạp. Lau máu lên, có thể phá trận này, Liễu Vũ Phi nói, lại muốn máu, trong lòng Lăng Hàn đột nhiên dâng lên một ý nghĩ, bởi vì một đoạn cuối cùng ở tiên lộ, cũng nói có vạn cổ cơ duyên xuất thế, kết quả, chết vô số tiên vương, tạo ra được quái vật như thiên sinh nơi này có thể cũng là một bẫy hay không? Nhân vật có tư cách xung kích thiên tôn, người nào không phải tuyệt thế kiêu hùng, lẽ nào sẽ không để cho mình một con đường lùi? Vẻ mặt của kỳ vô danh, hỏa phù dung cũng giống nhau, bọn họ đều là người trải qua trận chiến đấu kia. Nhưng đám người tiêu anh hùng lại không có kiêng kỵ như vậy, dồn dập lau máu lên bia đá, để tấm bia đá này phát ra hào quang. Còn chưa đủ, liếu vũ phi thúc giục, mỗi người đều phải ra máu, như lúc mở cửa lớn vậy. Tuy đám người lăng hàn, nữ hoàng, kỳ vô danh không sẵn lòng, nhưng hiện tại áp lực xác thực quá to lớn, để bọn họ cũng không có lựa chọn nào khác, bằng không chỉ có lui ra nơi này. Bọn họ cắt ngón tay, láu máu tươi lên, bia đá càng ngày càng sáng, đến lúc nữ hoàng cũng lau máu lên, nhất thời, một cột sáng phóng lên trời, cực kỳ sáng sủa. Mà ngay lúc đó, hết thảy nhân quang dồn dập biến mất, thật giống như xưa nay không tồn tại. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, liên tục chiến đấu, bọn họ đều tràn ngập uể oải bọn họ ngồi xuống nghỉ ngơi mau chóng khôi phục lại trạng thái tốt nhất mặc dù ngự hư tiên vương là tiên phong mở đường nhưng tiên vương tầng 9 quá mạnh mẽ hắn cùng đại hắc cẩu là người thứ nhất khôi phục như cũ sau đó hắn liền lấy ra càn cổ chuông không ngừng nghiên cứu sắc mặt hắn kinh biến bởi vì càn cổ chuông thật giống như chịu thương tích to lớn hắn rõ ràng cảm giác được lực lượng của tiên kim không hào hùng như trước chuyện gì thế này ngự hư tiên vương ý nghĩ chuyển qua đột nhiên nhìn chằm chằm lăng hàn hắn bản năng cho rằng, đây cùng Lăng Hàn có quan hệ, bởi vì tiên khí trong tay đối phương chính là dùng vệ kim thiết chế tạo. Có phải là ngươi hay không? Hắn lập tức đứng lên, quát hỏi Lăng Hàn, tiên vương tầng 9, thích làm gì thì làm, không cần kiêng kỵ. Lăng Hàn móc lỗ tai, không có để ý tới. Ngự hư, đây là tiểu đệ của cậu gia, có chuyện gì thì nói với cậu gia. Đại hắc cậu lập tức nhảy ra ngoài, lúc này cũng chỉ có nó mới có thể đối kháng ngự hư tiên vương. Ngự hư tiên vương vốn định phát tác, nhưng đột nhiên lại ấn lửa giận xuống. Việc cấp bách là đạt được hóa nguyên quy nhất quả, nếu có thể thành tựu thiên tôn, tất cả đều có thể vứt bỏ. Tuy vẫn không có xác định, nhưng tin tưởng tám khu vực còn lại vẫn cần dùng đến máu tươi của mỗi người mới có thể khởi động bia đá. Vì lẽ đó, hiện tại còn không phải lúc trở mặt. Có thể trở thành tiên vương tầng 9, ngự hư tiên vương đương nhiên sẽ không thiếu hụt kiên trì. Hắn lần nữa ngồi xuống, có vẻ nhẹ như mây gió, không để ý chút nào. Có thể từ nơi này trực tiếp đi tới khu vực trung tâm không? Từ nơi này đi, điểm cuối của hai khu vực sát phách chỉ khoảng 10 dặm, cực kỳ gần. Bọn họ vừa định lên đường, nhưng không có đi ra bao xa, chỉ thấy ánh sáng của bia đá đột nhiên trở nên ảm đạm, nhân quang xuất hiện lại. Ồ, oh, bọn họ lại lui về phía sau vài bước, bia đá lại phát sáng, nhân quang biến mất lần nữa. Chuyện này, lẽ nào bọn họ không thể rời đi? Không thể rời đi, làm sao kích hoạt tám khu vực mắt trận khác? tất cả mọi người nhìn về phía Liễu Vũ Phi. Liễu Vũ Phi nói, mỗi tấm bia đá đều cần có người sống tọa chấn, duy trì vận chuyển. Mà chúng ta cũng không cách nào đi tắt, có thủ đoạn của Hà Phong Tiên Vương bày xuống, nhất định phải từ bên ngoài đi vào trong. Thủ đoạn này đương nhiên không phải tuyệt đối hữu hiệu, tin tưởng Thiên Tôn ra tay nhất định có thể đánh tan, nhưng Thiên Tôn còn cần tới đây sao? Trong bọn họ không có Thiên Tôn, bởi vậy, tất nhiên phải lưu lại một người. Ai đây, ta cần chỉ dẫn, Hai vị tiền bối tầng 9 thì cần phụ trách mở đường, vì lẽ đó, ba người chúng ta phải đi tới cuối cùng." Liễu Vũ Phi nói, "Ta lưu lại đi." Lưu Hào nói, "Chương 2842, hậu nhân Hà Giác 1. Sau khi chín cái mắt trận toàn bộ mở ra, môn hộ dẫn tới trung tâm sẽ mở ra, vậy bên trong liền có hóa nguyên quy nhất quả, còn có võ đạo tâm đắc mà Hà Phong Tiên Vương lưu lại, bởi vậy, ở lại chỗ này cũng không chịu thiệt, ngược lại, còn có thể nghỉ ngơi dưỡng sức." Lưu Hào lưu lại hắn ngồi ở trên bia đá, mọi người thử nghiệm rời đi, quả nhiên, tuy bọn họ đi ra khoảng cách rất xa, nhưng bia đá vẫn như cũ phát ra cột sáng ngút trời, không có dấu hiệu ảm diệt chút nào. Chí ít liếu vũ phi ở điểm này không có nói sai. Đám người lăng hàn vẫn thử một hồi, muốn trực tiếp từ nơi này đi về khu vực bên cạnh, nhưng không được, nhìn như có thể trực tiếp thông qua, nhưng có bức tường vô hình ngăn cách, ngay cả ngự hư tiên vương cùng đại hắc cẩu cũng không cách nào xông qua. Đây là thủ đoạn vượt qua tiên vương, mà cái này cũng không có để mọi người thất vọng, trái lại càng tràn ngập kỳ vọng. Hà Phong Tiên Vương càng mạnh, hắn lưu lại đồ vật liền càng quý giá. Bọn họ đi ra khu vực này, bởi vì không có nhân quang ngăn trở, tốc độ tiến lên của bọn họ rất nhanh, chừng nửa canh giờ liền rời khu vực này. Hiện tại có hai lựa chọn, tiến vào khu vực bên trái hay bên phải. Theo thuận kim đồng hồ, Liễu Vũ Phi nói, tất cả mọi người nghe theo, chỉ ít đối phương đã chứng minh, nàng hiểu rõ tình huống nơi này vượt xa những người khác. Đương nhiên, không có một người sẽ hoàn toàn tin tưởng Liễu Vũ Phi, nhưng nên có tâm phòng bị người, huống chi song phương căn bản không thể nói là hiểu rõ. Bọn họ thuận kim đồng hồ mà đi, tiến vào khu vực thứ hai. Nơi này tràn ngập ngăn trở, cường phong giật động, hai mắt nhìn đi, từng vòng xoáy xoay tròn, nơi trung tâm lại có phủ văn nhấp nháy. Đi, bọn họ đạp bước vào trong đó, hô, một cơn gió thổi tới, ngoại trừ ngự hư tiên vương cùng đại hắc cẩu, những người khác đều bị thổi bay lên, bay về phía sau oanh oanh oanh, tất cả mọi người ngã quăng một chỗ. Ngự hư tiên vương cùng đại hắc cẩu đều ở quanh người đẩy lên một tầng quang thuẫn, kịch liệt đối kháng, có vẻ cực kỳ thong dong. Mọi người lần thứ hai tiến vào khu vực này, lần này bọn họ đều vận chuyển quy tắc, đối kháng cuồng phong. Lúc này thực sự là bát tiên quá hải, tất cả lộ rõ thần thông. Tiên vương am hiểu thổ hệ quy tắc dễ nhất, trực tiếp để cho mình trở nên vô cùng nặng, cuồng phong thổi bất động, mà người tu những quy tắc khác liền không xong, chỉ có thể kích phát quy tắc đối kháng cuồng phong. Cái này không thể nghi ngờ sẽ tiêu hao nguyên lực nhanh hơn, nhưng là chuyện không có biện pháp. Bọn họ ra sức đi tới, cũng còn tốt, tuy gió lốc nơi này lớn đến kinh người, nhưng không có như dày như nhân quang, bằng không thật là nửa bước khó đi. Hô, phía trước có một đoàn gió cỡ lớn bay lại đây. Đoàn gió lốc này vô cùng lớn, chỉ là đường kính phong nhãn cũng mấy trăm trượng, viên phù văn ở giữa như ẩn như hiện, tỏa ra khí tức đáng sợ. Mọi người muốn tránh nhưng bọn họ ở trong cuồng phong tốc độ vốn rất chậm, mà đoàn gió lốc kia lại cực nhanh, khu vực lại rộng, thì làm sao có khả năng tách ra được. Ao ao ao, ngay cả tiên vương tầng 9 thì đã làm sao, cũng bị cuốn lên, sau đó soạt 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 quăng đi ra ngoài, không ai không rơi rất xa. Ngự hư tiên vương cùng đại hắc cầu còn tốt, lập tức ổn định bước chân, nhưng những người khác thì không được, bị gió thổi, không ai không trực tiếp bay ra khu vực này. Nhìn thấy tình hình này, ngự hư tiên vương cùng đại hắc cầu cũng lui ra, chỉ là hai người bọn họ khẳng định không đủ để kích hoạt mắt trận, dù đi tới phần cuối cũng toi công. Không hổ là nhân vật có thể xung kích thiên tôn, ngự hư tiên vương cũng không thể không viết một chữ phục. Hắn hẳn không phải tiên vương tầng 9, mà là chuẩn thiên tôn, vừa nãy bản tỏa thật giống như bị hơn 10 tiên vương tầng 9 đồng thời công kích, dưới chân mới sẽ không vững. Xem ra, khinh suất là không xong rồi, ngay cả ngự hư tiên vương cũng nói như vậy, vậy cắm đầu tiến lên hiển nhiên là hành vi ngu xuẩn. Ngõa Lý, có thể tính toán ra một con đường an toàn không? Tất cả mọi người nhìn về phía Ngõa Lý, ngay cả tiên vương tầng 9 cũng phải cúi đầu. Ngõa Lý nhìn về phía trước, hai mắt không ngừng chấp nháy, hiển nhiên đang tiến hành tính toán, nhưng qua nửa ngày sau, hắn mới lắc đầu. Không có quy luật có thể theo, chuyện này làm sao chơi, ngay cả Ngõa Lý cũng không có cách nào, lẽ nào chỉ có thể dựa vào đoán mò sao? Không thể không có cách được, Liễu Vũ Phi không cam lòng nói, vì di tích cổ này, nàng bỏ vô số tâm huyết, muốn nói đi một chuyến tay không, nàng sao sẵn lòng. Ha ha, biện pháp đương nhiên là có. Một thanh âm đột nhiên ở phía sau bọn họ vang lên. Mọi người cùng nhau quay đầu lại, chỉ thấy phía sau bọn họ đột nhiên thêm ra một tiên vương tầng 9, nhìn dáng dấp là một nam tử trung niên, khí vũ bất phàm. Rất bình thường, có thể trở thành tiên vương tầng 9 chí ít cũng là đế giả, tự nhiên khí thế kinh người. Sắc mặt của Liễu Vũ Phi lập tức kinh biến, nàng nhận ra người kia là ai, Hà Nhuận Hải hơn 70 vạn năm qua nàng liên tục ở cùng đối phương, đầu tiên là lấy bái sư làm danh, sau đó lại chơi trò mập mờ, xen vào giữa tình nhân cùng ái đồ, quan hệ không cách nào nói cho người ngoài. Các hạ là ai? Ngự hư tiên vương chắp tay, nhìn đối phương hỏi thăm một chút. Hà Nhuận Hải khẽ mỉm cười, cũng không có nhìn nhiều liếu vũ phi, nói. Bản tòa Hà Nhuận Hải, cái gì? Tất cả mọi người hơi kinh hãi, chủ nhân của di tích cổ này cũng họ Hà. Hơn nữa, tại sao Hà Nhuận Hải chỉ có một người? muốn mở ra cửa lớn của di tích cổ làm sao cũng phải cần người mấy siêu cấp đế tinh a không sai chủ nhân của di tích cổ này chính là tổ tiên của bản tọa hà nhuận hải cũng không ẩn giấu mà thoải mái thừa nhận quả nhiên có điều đầu tiên là một liễu vũ phi hiểu rất rõ tình huống hiện tại là một hậu nhân dòng chính của hà phong tiên vương toàn bộ sự tình thật giống như trở nên càng thêm phức tạp lúc này hà nhuận hải mới nhìn về phía liễu vũ phi đồ nhi làm sao đi ra cũng không nói với sư phụ một tiếng. Liễu Vũ Phi biến sắc, cuối cùng nở nụ cười xinh đẹp. Lão nhân gia ngày cả ngày vội vàng tu luyện, muốn cố gắng tiến lên một bước, Đồ Nhi sao dám quấy rầy sư phụ? Hai người này là quan hệ thầy trò. Chương 2843, hậu nhân Hà gia 2. Chẳng trách Liễu Vũ Phi quen thuộc tình huống của nơi này như thế, khẳng định là từ chỗ hậu nhân của Hà Phong đạt được tư liệu, cái gì sách cổ, vốn là lừa người có điều mọi người cũng chưa từng tín nhiệm liếu vũ phi chuyện này cũng không có phản ứng quá lớn dù sao bọn họ lại không phải chi giao cần nói rõ ngọn nguồn sao hà huynh nói thế nào muốn đuổi chúng ta ra ngoài sao ngự hư tiên vương hỏi hà nhuận hải nở nụ cười nếu bản tọa muốn đuổi bọn ngươi ra ngoài sao sẽ hiện thân nơi này nếu như không có bản tọa ra tay dù các ngươi đều tu đến tầng 9, liên thủ cũng vô dụng có điều nói thật tổ tiên bày xuống thủ đoạn vốn là vì thử thách con cháu hà gia ta chỉ có ra đủ nhiều siêu cấp đế tinh mới có thể mở ra kho báu hắn lưu lại. Đáng tiếc, siêu cấp đế tinh nào có nhiều như thế, sau mấy kỷ nguyên cũng không có một. Nghe lời này của hắn, thật giống như hắn cũng không phải siêu cấp đế tinh. Không có đủ nhiều siêu cấp đế tinh, chúng ta có thể kích hoạt bia đá còn lại sao? Hứa hoàn thuyết nói, yên tâm, kích hoạt mắt trận cần siêu cấp đế tinh, chỉ cần có người ở đó là được. Hà Nhuận Hải giải thích, vậy thì mời tiền bối triển khai thủ đoạn, tất cả mọi người nói. Hà nhuận hải gật gù, hắn lấy ra một lá cờ, có thể nhìn thấy thân cờ đã bán phế, phía trên nhuộm đỏ máu tươi, tỏa ra cảm giác thê thảm. Năm đó tổ tiên Nam Trinh Bắc chiến, một lần khốc liệt nhất suýt chút nữa chết trận, sau khi trọng thương được bộ hạ lấy chiến kỳ bao bọc thân thể đưa về gia tộc, trải qua 300 triệu năm hôn mê mới tỉnh lại. Cũng chính là lần đó, để tổ tiên cảm ứng được huyền diệu của thiên tôn, bắt đầu sung kích chính quả. Ai, thật không biết kia coi như là vạn hạnh hay bất hạnh sau đó tuy tổ tiên trở thành chuẩn thiên tôn nhưng vẫn là việc sắp thành lại hỏng hà nhuận hải thở dài lộ ra vẻ tiếc hận chuẩn thiên tôn kỳ thực đã rất mạnh mẽ tuy hiện tại số lượng thiên tôn của viêm xương vị diện tương đương khả quan nhưng này là hội tụ cường giả của vô số vị diện cấp cao nhất mới có phóng tới mỗi một đơn vị thì ngay cả vị diện cao đẳng cũng sẽ không quá nhiều như thế vừa nhìn chuẩn thiên tôn xác thực châu bò hò hét mọi người cũng không tiện nói gì dù sao cũng là đang đánh chủ ý di vật của lão tổ tông người ta cũng may hà nhuận hải chỉ hơi cảm khái rất nhanh liền lên tinh thần dung chiến kỳ lên giật động đứng ở phía sau bản tọa dưới tiên vương chiến kỳ lay động có thể không sợ gió lốc hắn nhanh chân tiến vào trong đoàn gió quả nhiên gió lốc đụng tới chiến kỳ liền tự động tránh ra thật giống như có mắt vậy mọi người vội vàng đuổi theo ở dưới chiến kỳ bảo vệ bọn họ vững bước đi tới lăng hàn nhìn hai bên chỉ thấy gió lốc điên cuồng gào thét hết thải cảnh vật nơi này đều cực kỳ mơ hồ tầm nhìn không vượt qua một trường. Chó chết, kiềm chế một chút, hài Nhuận Hải này thật giống như ở ngay đây chờ chúng ta, luôn có cảm giác không đúng. Lăng Hàn nhìn đại hắc cầu thần thức truyền âm, cầu ra biết, đại hắc cầu không chút biến sắc, có điều là, bản tọa có thể thấy, hắn xác thực muốn đồ vật mà lão tổ tông lưu lại, liền đến nhìn, ai mới là ma cao một trường. Hơn nữa, Liễu Vũ Phi cùng sư phụ nàng quan hệ cũng rất quái lạ. Lăng Hàn gật gù, hắn nắm giữ quyền trục vị diện, Thời khắc mấu chốt có thể lấy ra hù dọa người, cùng lắm đưa tới Thiên Tôn Kiếp, xem ai không sợ. Cái khu vực này nguyên bản là không thể vượt qua, nhưng có hậu nhân của Hà Phong cầm chiến kỳ năm đó yểm hộ, lại thành một khâu thoải mái nhất, chỉ sau một ngày, bọn họ liền đến phần cuối của khu vực này. Quả nhiên, nơi này cũng dựng thẳng một tấm bia đá. Mọi người dồn dập lau máu lên, gió lốc lập tức ngừng lại, tuy mù mịt chưa trừ, nhưng tầm nhìn tăng lên rất nhiều. Ai lưu lại? Cả đám nhìn nhau, cuối cùng Hứa Hoàn nói: ta ở lại, hắn ở bên cạnh của bia đá khoanh chân ngồi xuống, như lão tăng ngồi thiền, không phát ra một chút xíu âm thanh. Mọi người gật đầu, kỳ thực người lưu ở chỗ này thoải mái nhất, cái gì cũng không cần làm. Thật sự như vậy sao? Lang Hàn cố ý không có nhìn Hà Nhuận Hải, mà để Ngõ Lý đi phân tích, hắn có biện pháp đặc thù có thể làm được. Một lát sau, Ngõ Lý nói, căn cứ ta phân tích đối với vẻ mặt của Hà Nhuận Hải, vừa nãy hắn cười gần. Hắn dừng một chút, sau đó hỏi, tại sao hắn lại cười gần. Phân tích là phân tích ra, nhưng hắn lại không biết vì sao, lòng người có khả năng là đồ vật hắn vĩnh viễn không thể nắm bắt. Lang Hàn gật gù, cái thứ này nhất định là có chuyện gì gạt không có nói cho chúng ta biết. Cậu ra nhìn hắn có thể làm gì, đại hắc cậu nói, ngõ lý vẫn không rõ, tại sao hắn lại cười gần. Lang Hàn suy nghĩ một chút nói, nếu như thực lực của ngươi mạnh hơn kẻ địch, nhưng kẻ địch nắm lấy người ngươi yêu, buộc ngươi tự trói buộc, bằng không liền giết người yêu của ngươi, ngươi có nghe theo hay không? Đương nhiên không, ngõ lý lắc đầu, đây là hành vi phán đoán đơn giản nhất, nếu như ta cũng mất đi sức chiến đấu, vậy ta cùng người yêu của ta đều sẽ tử vong, ta nhất định phải duy trì ở trạng thái toàn thịnh mới có khả năng cứu được người yêu của ta. Ngươi trả lời như vậy rất hợp lý, nhưng cũng quá hợp lý. Lang Hàn lắc đầu, người sở dĩ là người, không phải cơ khí, là bởi vì có cảm tình. Khi một kẻ xấu lấy đao gác ở trên cổ người mình yêu, sẽ có thật nhiều người thỏa hiệp. Ngõ Lý không nói gì, qua một lúc mới hỏi, vậy ngươi sẽ làm thế nào? Lăng Hàn cười ha ha, ta sẽ không bao giờ cho tình huống như vậy xuất hiện, vì lẽ đó không cần trả lời vấn đề này. Nhân loại còn có một thói quen rất xấu, chính là trốn tránh. Ngõ Lý nhổ nước bọt nói, mọi người nói chuyện đã đi ra khu vực thứ hai, bọn họ vẫn như cố thuận kim đồng hồ mà động, đi tới trước khu vực thứ ba. Nơi này lôi đình nằm dày đặc, ầm ầm ầm, thanh thế đáng sợ nhất định phải xông vào. Hà Nhuận Hải nói, cũng còn tốt, uy lực cũng chỉ khoảng chừng tầng 5, thoáng chú ý một chút liền có thể ứng phó qua. Hắn đã sớm thu hồi chiến kỳ, nhanh chân tiến vào lôi khu, soảng soảng soảng, cái này thật giống như vô số thiên kiếp dung hợp lại cùng nhau, chất giật dài hàng vạn trượng bổ xuống liên tục, có uy năng đáng sợ. chương 2844, lại tiến hóa. Mọi người từng cái đi vào, bởi vì thiên kiếp đáng sợ, mọi người theo bản năng bay lên một luồng tâm ý căng thẳng cũng còn tốt, lôi đình chịu y thật như Hà Nhuận Hải nói, vẻn vẹn chỉ là tiên vương tầng 5, cái này đối với mọi người mà nói cũng không tính quá khó đối phó. Cho dù đám người lăng hàn, kỷ vô danh còn chỉ là tầng 3, nhưng sức chiến đấu của bọn họ mạnh mẽ, mỗi người đều có thể chiến tiên vương tầng 5. Chấp giật rất khủng bố, như thiên mâu anh đến, đám người tiêu anh hùng có thể coi như không quan trọng, nhưng tiên vương tầng 3 như lăng hàn, kỷ vô danh lại cần toàn lực đối kháng. Cũng còn tốt chính là, tu vi càng cao, tần suất bị chấp giật oanh kích càng nhiều, tu vi thấp ngược lại, vì lẽ đó đám người tiêu anh hùng cũng không nhẹ nhõm hơn đám người lăng hàn quá nhiều, chân chính tùy ý chỉ có ba vị tiên vương tầng 9. Lăng hàn triển khai ý cảnh, chiến những chấp giật này. Hắn đã đi ra đạo của mình, hình thành ý cảnh đặc hiếu, chỉ là vẫn không có đại thành mà thôi, mà hiện tại mỗi một lần chiến đấu đều là thời cơ để hắn hoàn thiện đạo của mình, đối thủ càng mạnh, hắn tiến bộ càng lớn. Cái này chính là thiên tài, càng ép hắn không người, chỉ có thể trở nên càng ngày càng mạnh. Oanh, Lăng Hàn tùy ý ra quyền, nhìn như đơn giản, nhưng vừa vặn đánh diệt chấp giật, không có lãng phí một chút xíu sức lực. Ô, hai mắt của ngõa lý tỏa ánh sáng, trên dưới quét hình Lăng Hàn, hắn là tồn tại cực kỳ đặc thù, đi ở trong lôi khu lại không có một tia chấp chủ động bổ về phía hắn, trừ khi chính hắn không khéo, một cước hạ xuống vừa vặn chấp giật cũng bổ tới. Làm gì vậy? Lăng Hàn thuận miệng hỏi, ngõa lý quét một lúc, mới dừng lại nói. Trước đây thật lâu ta khảo nghiệm qua tiến hóa lũy thừa của ngươi, lúc đó chỉ là 10 mà thôi. Nhưng hiện tại, tiến hóa lũy thừa của ngươi lại cao tới 11.9. Lăng Hàn cũng kinh ngạc, hắn biết thời điểm mình đột phá tiên vương có tiến bộ lớn, tiến hóa lũy thừa khẳng định tăng vọt, mà nữ hoàng, hổ nữ đều là minh chứng, các nàng nguyên bản chỉ là đế tinh, nhưng hiện tại lại thành siêu cấp đế tinh. Tu gia tiên chủng hoàn mỹ thuộc về mình, đây là một loại tiến hóa của tầng thứ sinh mệnh. Nhưng càng đi lên, tiến hóa liền càng khó, Nhìn nữ hoàng, hổ nữ có thể để cho tiến hóa lũy thừa phá 11, nhưng lăng hàn tăng lên có lẽ chỉ có 0.6, 0.7 nếu không đủ để đạt đến 12A. Lẽ nào, trước đó hắn cùng ngự hư tiên vương chiến đấu, ngộ ra đạo của mình, thậm chí xúc động thiên kiếp của viêm xương vị diện, điều này cũng gợi ra tầng thứ sinh mệnh của hắn tăng lên, do đó ở tiến hóa lũy thừa vô hạn tiếp cận 12. Lăng hàn không khỏi lòng ngứa ngáy, sức chiến đấu của hắn hiện tại đạt đến trình độ nào hiện tại hắn lại đi sông cửu tuyệt trận, có thể đạt được thành tích ra sao? Cái gì, tiến hóa lũy thừa của người tiểu tử đạt đến 12? Đại hắc cầu sợ hết hồn, ở tiên vực không có tiến hóa lũy thừa, sinh mệnh lũy thừa gì, nhưng ở vị diện trung đẳng, đặc biệt là vị diện cao đẳng lại đặc biệt lưu hành, hầu như có thay thế được xu thế của cảnh giới. Đến viêm xương vị diện, đại hắc cầu tự nhiên biết lũy thừa đại diện cho cái gì? Tiến hóa lũy thừa 12, tuyệt đối có thể trở thành thiên tôn lăng hàn cười ha ha nhìn về phía hỏa phù dung tư chất của hắn ở mới đầu cũng không thể xem như thượng thừa nhưng thông qua nỗ lực của mình từng bước một trở thành vương giả hoàng giả đế giả tăng lên tầng thứ sinh mệnh nhưng hỏa phù dung có người nói vừa xuất thế liền trói lọi thiên hạ vẫn không có bước vào tiên vương thì có ca ngợi vạn cổ đệ nhất tiên đây mới là con cưng của trời không biết thiên tài như hắn ngày sau thành tựu so với con cưng của trời kia ai mạnh hơn đây trước đó hỏa phù dung ở quy tắc áp chế lăng hàn nhưng hiện tại lăng hàn chân chính có tư cách cung cấp ngang hàng từ thiên tôn bắt đầu có tiến hóa lũy thừa đạt đến 13 hay không hoặc là nói ở thiên tôn mỗi đi ra một bước liền ý nghĩa là tầng thứ sinh mệnh tiến hóa soảng ở lúc ý nghĩ của hắn bay lột lại có vài tia chớp giật đánh xuống lăng hàn nhẹ nhóm phá diệt nhưng nữ hoàng thì có chút vất vả nàng đã lấy ra tiên khí kiếm khí lóng lánh sức chiến đấu nhất thời tăng vọt có tiên khí hay không sức chiến đấu của tiên vương có thể nói là hoàn toàn khác nhau. Kỳ vô danh, hỏa phù dung đều có tiên khí, ở thời điểm nguy cấp tự nhiên vui lòng sử dụng, tương tự tế ra, hóa giải cảnh khốn khó của mình. Bọn họ một đường cường thế đẩy mạnh, chỉ hai ngày sau bọn họ liền đến phần cuối của khu vực này. Ồ, bọn họ đều kinh ngạc, bởi vì ở phần cuối lại có một người khổng lồ đang ngồi ở trên bia đá, hắn cao tới 10 trượng, cả người nằm dày đặc tia chất màu xanh lam, kết ra từng phù văn. Mặc dù là hình người, nhưng không có ngũ quan, cũng không có tượng trưng của nam giới hoặc nữ giới, chỉ có thể nói là hình người. Ơ, ờ, ngồi như thế không sợ hoa cúc bị phá sao? Đại hắc cầu lập tức cười xấu xa, lôi đình cự nhân này ngồi ở trên bia đá, bia đá vừa vặn đỉnh ở trong khe mông của hắn. Tất cả mọi người là một trận phát tẩm, cũng chỉ có đại hắc cầu mới sẽ nói ra loại chuyện cười khẩu vị nặng này. Nhưng lôi đình cự nhân không để ý chút nào, hắn ngồi bất động như đá, phảng phất như không có sự sống nhưng bia đá ở dưới cái mông của hắn muốn tham máu thì nhất định phải tiếp cận hắn không nhìn ra sâu cạn ngự hư tiên vương trầm giọng nói hà nhuận hải gật đầu ở trong tài liệu bản tọa đạt được cũng không có nói đến vật này có thể thời gian quá lâu phát sinh biến hóa quỷ dị ngự hư tiên vương nói khả năng hà nhuận hải biểu thị đồng ý hắn hít một hơi thật sâu tay phải giơ lên cao một trường mâu màu đỏ rực bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn dài khoảng một chược hoàn toàn do quy tắc ngưng tụ thành, còn đang lóe lên ngọn lửa. Xeo, hắn dùng sức ném đi, hỏa mâu lập tức bắn ra, lao về phía lôi đình cự nhân. Tốc độ của hỏa mâu cực nhanh, lóe lên liền đến ngực của lôi đình cự nhân, nhưng vẫn không có đâm vào, chỉ thấy tia chớp màu xanh lam xẹt qua, gãy một cái, hỏa mâu liền bị chấn nát tan. Ngự hư tiên vương, hà nhuận hải, đại hắc cầu đồng thời kinh dị, bắt đầu coi trọng lôi đình cự nhân này. Chương 2845, bạo tạc quả. Tuy hỏa mâu không chắc là một đòn toàn lực của Hà Nhuận Hải, nhưng lôi đình cự nhân tay bất động, chân không nhấc, lại dễ dàng liền chém nát công kích này, thực lực tuyệt đối bất phàm. Xeo xeo xeo, đúng lúc này, chỉ thấy trong cơ thể lôi đình cự nhân không ngừng có tiểu nhân nhảy ra, đồng dạng là do lôi đình tạo thành, vừa xuất hiện liền hóa thành từng viên điện cầu, bắn nhanh về phía mọi người. Tam đại tiên vương tầng 9 đồng thời hư một tiếng, bọn họ thừa nhận thực lực của lôi đình cự nhân rất mạnh, nhưng không cho là mình không địch lại, nhưng thứ này vừa ra tay liền khiêu khích ba người bọn hắn, đây là cho rằng có thể một trọi ba sao. Cái này tự nhiên để đám người đại hắc cầu nổi giận, dồn dập nổ ra một quyền, đánh ra gợn sóng quy tắc đáng sợ, đánh tới những tiểu nhân kia. Bắn ra, điện cầu gợn sóng kịch liệt, hình thể đang cấp tốc thu nhỏ lại, nhưng thế đi không ngừng, vẫn như cũng bắn nhanh về phía trước. Khá lắm, đại hắc cầu hét lớn một tiếng, cái bán hoa cúc này thật lợi hại, nó lại ra một móng vuốt, ở trước người kết thành một quang thuẫn. Lăng Hàn trực tiếp để Ngoã Lý ở phía trước, mình thì cùng nữ hoàng trốn ở phía sau hắn. Ngoã Lý, tất cả mọi người đều dùng thủ đoạn, sức chiến đấu của lôi đình cự nhân kinh người, một đòn lại đột phá tam đại tiên vương tầng 9 liên thủ, tuy công kích bị suy yếu vô số lần. Xoẹt, điện quang chấp loạn, hình thành vụ nổ lớn, thanh thế cực kỳ kinh người. Sau khi tia điện biến mất, ngoại trừ tam đại tiên vương tầng 9, Lăng Hàn cùng nữ hoàng, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo chút tổn thương, mà trên người ngõ lý thì che kín vết thương, thật giống như dùng tuyệt thế thần kiếm cắt ra. Nhưng tia điện vừa biến mất, những vết thương này liền khép lại, sức khôi phục tuyệt đối không kém thiên sinh. Người chọc giận bản tỏa, đại hắc cầu nhảy ra, chân chó vung lên, đánh ra một mảnh hắc quang, tràn ngập lực phá hoại đáng sợ. Lôi đình cự nhân rốt cuộc di chuyển, một vị tiên vương tầng 9 giết tới trước mặt, hắn cần thận trọng đối đãi. Hắn vung ra một quyền, đánh về đại hắc cầu, ầm, um, tia điện cùng hắc quang chạm vào nhau, rồn dập dập tắt, mà đáng sợ chính là, không gian cũng dập tắt, hình thành từng mảng từng mảng sụp đổ. Mau lui lại, tất cả mọi người biến sắc, hai tên tiên vương tầng 9 đại chiến vốn là cực kỳ đáng sợ, ở khoảng cách gần quan chiến đó là hành động tìm chết. Chỉ có ngự hư tiên vương cùng Hà Nhuận Hải còn đứng tại chỗ, bọn họ đều là đại năng tầng 9, tự nhiên không sợ trùng kích như thế. Đại hắc cầu bình thường không có chính hình, rất dễ dàng khiến người ta quên nó kỳ thực là một vị trí cường giả tầng 9, hơn nữa còn là siêu cấp đế tinh, sức chiến đấu siêu cao đến hầu như phải thiên tôn mới có thể chấn áp. Trận chiến này, nó cuối cùng thể hiện ra sức chiến đấu của tiên vương đỉnh cấp. Đại hắc cầu xác thực rất mạnh, nhưng lôi đình cự nhân cũng không yếu, hắn cực kỳ cường thế, giật động lôi đình đầy trời, cùng đại hắc cầu liều mạng mà không hề rơi hạ xuống phong. Ngõa lý mắt tỏa ánh sáng, bắt đầu quét hình lên lôi đình cự nhân. Thế nào, lang Hàn hỏi, ngõa lý gật gù, hắn là do vô số tia chấp đơn lẻ tạo thành, mới có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Lăng Hàn Nha một hồi, chẳng trách, đại hắc cẩu là siêu cấp đế tinh tầng 9, nếu như tùy tiện chạy ra một người liền có thể cùng nó chống đỡ, vậy siêu cấp đế tinh không khỏi quá mất giá đi. Lôi đình cự nhân này chính là do vô số tia chớp đơn lẻ tạo thành, tập hợp lực lượng nhiều người mới có tư cách cùng đại hắc cẩu ngang hàng. Cùng một chỗ chân áp, ngự hư tiên vương ra tay, đánh tới lôi đình cự nhân. Hắn ngược lại không muốn giúp đại hắc cẩu, mà là muốn đóng đại trận này nhất định phải trước tiên diệt lôi đình cự nhân, hắn là đang giúp mình. Hà Nhuận Hải cũng ra tay, tam đại tiên vương tầng 9 liên thủ, sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Nhưng lôi đình cự nhân hoàn toàn không biết đau đớn, không sợ tử vong, chiêu nào chiêu nấy đều liều mạng, có vẻ cực kỳ ngang ngược. Điều này làm cho tam đại tiên vương đều bị thương rất nặng, nhưng cũng làm cho lôi đình cự nhân tiêu vong tốc độ càng lúc càng nhanh, hình thể hắn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một điện cầu nho nhỏ, bị đánh nổ hoàn toàn. Mọi người vội vàng lau máu tươi lên bia đá, nhất thời, chất giật đầy trời biến mất khu vực này cũng quyết định. Hà Đạo Huynh, còn có bao nhiêu sự tình bất ngờ nữa? Ngự hư tiên vương hỏi, cái này, bản tọa thật đúng là không biết. Hà Nhuận Hải lắc đầu, thời gian trôi qua quá lâu, nơi này xuất hiện biến hóa quỷ gì cũng không kỳ quái. Ta lưu lại, Lạc Dương Thu nói, hắn ngồi ở bên cạnh bia đá. Mọi người lần thứ hai xuất phát, tiến quân về khu vực tiếp theo. Đây là một thế giới xanh um tươi tốt, có cây cao to, có cỏ xanh biếc, nhưng tuyệt đối không có một động vật, ngay cả côn trùng cũng không có, rõ ràng sinh cơ bừng bừng, rồi lại phảng phất như quỷ vực. Không hề ngoại lệ chính là, bất kể là đại thụ hay cỏ xanh, đều kết ra trái cây, có hồng, có xanh, có tím, đủ mọi màu sắc, cực kỳ sán lạn. Trái cây kia sẽ nổ tung, uy lực cực kỳ đáng sợ. Hà Nhuận Hải nhắc nhở, ngay cả tiên vương tầng 9 cũng nói uy lực đáng sợ, vậy tuyệt đối không thể khinh thường. Vậy chỉ có thể bay lượn, ngự hư tiên vương nói, khu vực này khắp nơi là thực vật, mà trên cây thực vật nào cũng kết ra trái cây bởi vậy nếu như từ mặt đất đẩy mạnh khẳng định sẽ làm nổ vô số trái cây bọn họ đều đạp không mà đi tiến vào khu vực này nhưng quy tắc của nơi này quỷ dị bọn họ vừa tiến vào liền xúc động không khí gợn sóng gợn sóng chuyển xa liền kịch liệt để cây cỏ bắt đầu lay động đùng 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 từng viên trái cây đong đưa rơi xuống sau đó như hóa thành tên nhọn đánh tới đám người lăng hàn chỉ trong nháy mắt mà thôi đầy trời đều là trái cây đang bay Mọi người dồn dập ra tay, muốn đánh bay những trái cây này, nhưng lực lượng chỉ đụng tới, nhất thời gợi ra trái cây nổ tung, oanh, trái cây phía trước vừa nổ, lập tức gợi ra phản ứng dây chuyền. Oanh, 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 tiếng nổ mạnh không được bên tai, đến cuối cùng không thể phân biệt, chỉ cảm thấy trong tai tất cả đều là âm thanh ong ong ong. Mỗi một quả nổ tung uy lực đại khái ở tầng 5, cái này cùng mấy khu vực trước tương đương, nhưng một hơi nổ mấy ngàn mấy vạn quả, vậy thì uy lực liền khủng bố, ngay cả tiên vương tầng 9 cũng trọng thương chương 2846, chuẩn bị đầy đủ. Nổ tung khủng bố nổi lên bốn phía, mọi người ngay cả chạy cũng chạy không ra, bởi vì trái cây là từ bốn phương tám hướng oanh tới, căn bản không có cái gọi là con đường an toàn. Bọn họ không ai không bị chấn đến như rơm dạ bay lượt, thân thể thật giống như không phải là mình, căn bản chỉ huy không được. Sau mười mấy khí tức, nổ tung kịch liệt mới rốt cục ngừng lại. Mặt đất trước còn xanh um tươi tốt đã biến thành tử địa chân chính, hết thảy thực vật đều bị hủy diệt, chỉ còn dư lại một mảnh cháy đen. Mà mọi người thì ngang dọc tứ tung nằm trên đất, không ai có thể không chảy máu bị thương. Tam đại tiên vương tầng 9 còn tốt, chỉ phá chút ra, nhưng những người khác thì thảm hơn, xương đứt đoạn rất nhiều. Lăng Hàn buông tay ôm nữ hoàng ra, ở trong vụ nổ lớn vừa nãy hắn chăm chú bảo hộ nữ hoàng ở trong lòng, mình thì vận chuyển bất diệt thiên kinh, tuy thương thế của hắn không phải rất nặng, nhưng vẫn khó tránh khỏi đầy người là máu. Ngõ lý trực tiếp tan vỡ, nhưng hắn là người không cần quan tâm nhất, thân thể lập tức gây dựng lại, tựa như người không liên quan. Vừa đến liền ra oai phủ đầu, tất cả mọi người ngơ ngác. Cái này phải làm sao đi tới? Mọi người trước tiên không quan tâm những chuyện đó, không ai không lấy ra đan dược ăn vào, có mấy người bị thương rất nặng. Bọn họ dùng đan dược đều rất bất phàm, thường thế đang cấp tốc phục hồi như cũ, nhưng rất nhanh mọi người liền lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì mặt đất nguyên bản cháy đen đang sinh ra màu xanh lục, từng cây từng cây mầm cây nhỏ, tiểu thảo từ dưới đất chui lên, mọc cực nhanh. Chỉ nửa ngày, cây giống đã cao đến mấy trượng, mà cỏ xanh cũng cao bằng nửa người, đồng thời nở hoa. Cái này, sau khi nở hoa tự nhiên là kết trái, trái cây đủ mọi màu sắc tái hiện, nơi này khôi phục lại như trước. Mọi người vội vã lùi ra, đi tới đương nhiên là hành động tìm chết, vì bên trong cây cỏ càng nhiều. Mấy ngày sau, mọi người mới rốt cục khôi phục lại, mà trong khu vực này cây cỏ cũng hoàn toàn khôi phục, tương đương với trở lại nguyên điểm. Xem ra, chỉ có dựa vào một người tất cả mọi người nhìn về phía ngõ lý các ngươi muốn làm gì cho dù ngõ lý không thông nhân tính nhưng bản năng cảm giác được mọi người không có ý tốt đi thôi ngự hư tiên vương trước tiên nắm ngõ lý lên ném về phía trước ầm um, vụ nổ lớn lại nổi lên đây thực sự là quá khủng bố cho dù tất cả mọi người đứng ở bên ngoài vẫn có thể cảm ứng được sóng xung cuồn cuộn kéo tới trong đó ẩn chứa mảnh vỡ phù văn tăng lên rất nhiều lực phá hoại cũng còn tốt này dù sao cũng không phải khu vực trung tâm nổ tung bọn họ nhận ảnh hưởng không lớn. Nổ tung dừng lại, chỉ thấy một khu vực rất lớn lần thứ hai đã biến thành tử địa, một vùng đất cằn cối, mà ngõ lý thì đang nhanh chóng khôi phục, thân thể gây dựng lại, hóa thành hình người. Ngõ lý đương nhiên giận dữ, hai mắt muốn bắn ánh sáng. Một khối tiên kim, lang hàn nói, ngõ lý lập tức dừng lại, suy nghĩ tỉ mỉ một hồi, có kè mặc cả nói. Ba khối, hai khối, không thể nhiều hơn nữa. Lang hàn kiên định nói, được, ngõ lý chủ động đi tới, oanh, hắn lần thứ hai gợi ra vụ nổ lớn. Lúc này liền có thể nhìn ra ngõ lý yêu nghiệt, lực phá hoại lại khủng bố đối với hắn cũng không cách nào tạo thành vết thương chí mệnh, đều là nổ xong liền lập tức khôi phục. Mỗi khi ngõ lý nổ tung một khu vực an toàn, mọi người liền đi tới một đoạn, tốc độ đi tới có thể nhanh bao nhiêu, cái này do tốc độ khôi phục của ngõ lý đến quyết định. Mọi người không khỏi cảm khái, loại sức khôi phục này thật đáng sợ, chẳng trách thiên sinh ở trong vũ viện được nhiều người truy phủng như vậy, không có thiên tôn ra tay, hắn hoàn toàn là bất tử bất diệt. Sau một ngày, bọn họ rốt cục đi tới phần cuối của khu vực này, chỉ thấy một khối bia đá bị dây leo bao vây, kết đầy trái cây màu tím. Lần này không cần ngõ lý đi tới, mọi người cách không công kích, làm nổ những trái cây kia, cũng không biết bia đá là dùng chất liệu gì làm thành, cực kỳ kiên cố, không có bị nổ tung phá hủy, bình yên vô sự. Mọi người tiến lên nhỏ máu, toàn bộ thực vật thật giống như thu được tín hiệu nào đó, dồn dập đi vào trong đất, để khu vực này trở nên không có một ngọn cỏ. Ta lưu lại, một tên siêu cấp đế tinh nói, hắn gọi các trí hàng, không thích nói chuyện, một đường lại đây đều trầm mặc, không nghĩ tới hiện tại lại chủ động mở miệng. Cái này ngẫm lại cũng bình thường, bởi vì muốn mở ra hoặc phong ấn mỗi khu vực đều quá mất công sức, hơn nữa lại không có ích lợi gì, chuyện như vậy ai sẵn lòng làm. Còn không bằng lưu lại nơi này, an toàn, bất lo, hơn nữa cuối cùng đại trận hoàn toàn chấm dứt vận chuyển, hạn chế liền không còn tồn tại, ở chỗ này đi khu vực trung tâm là cực kỳ thuận tiện. Lăng Hàn không khỏi nhìn Hà Nhuận Hải một chút, tuy người này mỉm cười ôn hòa, nhưng luôn cảm thấy trong ánh mắt của hắn có một tia âm u. Chúng ta tuyệt không lưu lại, làm sao cũng phải theo hắn cùng Liễu Vũ Phi. Lăng Hàn nói, đại hắc cầu gật đầu, nó tự nhiên cũng là tặc tinh, tuy theo Hà Nhuận Hải một đường đột phá vừa khổ lại mệt, nhưng có thể nắm giữ chủ động. Nữ hoàng đương nhiên sẽ không phản đối, nàng chỉ quan tâm Lăng Hàn. Bọn họ rời đi khu vực này, đi tới khu vực thứ năm. Đây là nơi tràn đầy hỏa diễm, chỉ thấy lửa nóng hừng hực phóng lên trời, vẫn không có tiến vào, cũng đã cảm ứng được một luồng nhiệt độ cao đáng sợ kéo tới, để làn da của bọn họ phát lên cảm giác thiêu đốt mãnh liệt. Cái này thật giống như địa tâm hỏa, có thể tan luyện tiên kim. Cốc hợp nghĩa nói, vậy làm sao qua, luận phòng ngự, không có gì cứng rắn hơn tiên kim, nếu như ngọn lửa này ngay cả tiên kim cũng có thể nung chảy, vậy dù tiên vương tầng 9 cũng phải cao mày. Có thể chống đỡ một quãng thời gian, nhưng luôn có thời điểm nguyên lực tiêu hao hết, vậy lúc ấy tiên vương tầng 9 cũng bị luyện hóa thành cặn bã. Thật giống như lúc trước thể phách của Lăng Hàn cùng cấp vô địch, nhưng vẫn có thể dùng quy tắc chậm rãi luyện hóa. Tất cả mọi người nhìn về phía Hà Nhuận Hải, hắn còn có biện pháp gì sao? Hà Nhuận Hải cười ha ha, hắn lấy ra một chiếc bình ngọc. Bản tọa nói rồi, có thể giúp được chư vị. Đây là bản tọa từ cửu U lấy tới Hàn băng tuyền, có thể tạm thời dập tắt ngọn lửa. Tên này xác thực chuẩn bị đầy đủ mươi 2847, cửa ải cuối cùng. Liễu Vũ Phi cúi thấp ánh mắt xuống, trong ánh mắt tất cả đều là khiếp sợ, nàng vốn tưởng rằng đã nắm giữ toàn bộ tư liệu của di tích cổ này, nhưng bây giờ nhìn Hà Nhuận Hải chuẩn bị đầy đủ như vậy, mới biết nàng hiểu rõ chỉ là vụn vặt. Nàng cực kỳ hiểu Hà Nhuận Hải, đây tuyệt đối là kiêu hùng, vì đạt thành mục đích có thể không chừa thủ đoạn nào, bất luận người nào cũng có thể hy sinh. Đến đây đi, Hà Nhuận Hải đi trước, hắn vung bình ngọc lên, liền có một đám thủy dịch âm u dội ra, bị nước dội, ngọn lửa nhất thời phá diệt. Cửu U Hoàng thuyền Thủy, Đại Hắc Cầu nói nhỏ, cực kỳ đỏ mắt, đây chính là thứ tốt, ngay cả tiên vương tầng 9 cũng có thể phong kết. Làm Hàn kinh ngạc, cái thứ này cũng thật là hạ vốn gốc, đồ vật quý giá như vậy cũng lấy ra. Không bỏ được nhỏ sao lấy được lớn, hắn ngưu đồ khẳng định càng to lớn hơn. Đại Hắc Cầu gật đầu, nhưng nơi này của chúng ta có hai vị tiên vương tầng 9, không chỉ không yếu hơn hắn, trái lại mạnh hơn hắn, hắn không sợ làm áo cưới cho người khác sao vậy nói rõ hắn nhất định có thủ đoạn ngăn được có thể bảo đảm lợi ích của bản thân lăng hàn cùng đại hắc cầu nhìn lẫn nhau đều xác định không thể nghi ngờ phải lưu ý hắn có thủ đoạn khắc chế bọn họ rất nhanh đi tới phần cuối của khu vực này quy tắc cũ ở trên bia đá xoa máu tươi kích hoạt lần này vấn đề ai ở ai đi sản sinh chia rẽ nghiêm trọng ai cũng không muốn lưu lại đều muốn tiếp tục tiến lên phải biết lúc trước ở trong khu vực kia có mấy người cũng muốn lưu lại, nhưng cuối cùng chỉ là cắt chí hàng mở miệng trước mà thôi. Tại sao thái độ của mọi người lập tức thay đổi? Tự nhiên là bởi vì nhìn thấy Hà Nhuận Hải chuẩn bị quá đầy đủ, mọi người lại không phải ngu ngốc, tự nhiên cảm thấy khả nghi. Ai sẽ trả giá đánh đổi như vậy, đi làm áo cưới cho người khác? Vì lẽ đó, mọi người phải theo sát Hà Nhuận Hải, nắm giữ chủ động. Hà Nhuận Hải cười ha ha nói, nếu như không người nào nguyện ý lưu lại, bản tọa ngược lại cũng không phải là không có biện pháp hắn vung tay lên, lập tức có một người bay ra ngoài, đây là một tên tiên vương, nhưng chỉ có tầng 2, giờ khác này đang ở trạng thái ngất xỉu. Trên người hắn lại còn cất dấu tiên vương khác, có điều, tên tiên vương này hiển nhiên không phải tự nguyện theo hắn, mà là bị cưỡng bức, thậm chí bị áp chế ý thức. Tất cả mọi người càng thêm kinh ngạc, Hà Nhuận Hải thậm chí ngay cả điểm ấy cũng sớm nghĩ đến. Hà Nhuận Hải hóa quy tắc thành xiềng xích, quấn tên tiên vương tầng 2 kia vào bia đá, như vậy coi như đối phương bởi vì tình huống ngoài ý muốn tỉnh lại cũng không thể rời đi phạm vi của bia đá. Đi thôi, Hà Nhuận Hải cười nói, trước tiên mà đi, mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng đến lúc này, bọn họ không thể, cũng không cam lòng lui về, đều đi theo Hà Nhuận Hải. Dù như thế nào, Hà Nhuận Hải cũng chỉ là tiên vương tầng 9, không phải thiên tôn, chỉ cần có đại hắc cẩu hoặc ngự hư tiên vương ở, hắn liền không thể chơi ra quá nhiều trò gian. Bọn họ đi sát đằng sau, lùi ra khỏi nơi này. Khu vực thứ sáu, đây là thế giới băng xương, không chỉ trên mặt đất tất cả đều là hàn băng, giữa bầu trời cũng bay xuống tuyết trắng. Không cần phải nói, nơi này khẳng định cực kỳ lạnh lẽo âm trầm, có thể đông tiên vương tầng 4, tầng 5 thành băng côn. Tất cả mọi người nhìn về phía Hà Nhuận Hải, thứ này có phải là có thể móc ra át chủ bài gì đối kháng giá lạnh không? Hà Nhuận Hải cười khổ một tiếng, các vị, mặc dù bản tỏa có chút chuẩn bị, nhưng năng lực có hạn, không thể chu đáo hết được. Để cho ta tới, hỏa phù dung đi ra, oanh, một ngọn lửa màu xanh phóng lên trời, nàng thả ra bản nguyên chi hỏa, ở trên đỉnh đầu hóa thành một màn lửa. Bản nguyên chi hỏa, ở mức độ quy tắc có thể đạt đến cực hạn, cho dù bản thân hỏa phù dung vẫn không có đạt đến tầng 9, nhưng nguyên hỏa này uy lực vô cùng. Ngự hư tiên vương cùng Hà Nhuận Hải đều trực tiếp tiến vào thế giới băng tuyết, bọn họ tự cao, xem thường để một tiểu bối trông nom nhưng đại hắc cầu căn bản không biết xấu hổ, không ngần ngại đi vào khu vực ngọn lửa bao phủ. Hỏa phù dung đi tới, Mọi người bước theo, nguyên hỏa xô trào, đối kháng giá lạnh. Dù như vậy, bọn họ cũng bị đông đến đôi môi run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Hết cách rồi, mặt đất có băng, cho dù bọn họ lơ lửng, vẫn như cũng có hàn khí từ lòng bàn chân thẩm thấu tới, muốn băng kết dòng máu của bọn họ. Bọn họ toàn lực đối kháng, chỉ ít còn có lực lượng tiếp tục tiến lên. Nhưng bọn họ đi tới, liền phát hiện càng ngày càng lạnh. Chân cách mặt đất, nhưng hàn ý trong không khí càng thêm đáng sợ, bọn họ không thể không hạ thân hình xuống, so sánh với đó, còn không bằng chân đạp hàn băng A. Đi đi, đột nhiên một tiếng rắc truyền đến, thân hình của tiêu anh hùng trùn xuống, rơi vào lòng đất. Cốc hợp nghĩa cách gần nhất, vội vã đưa tay nắm lấy tiêu anh hùng, chỉ thấy dưới chân thêm ra một lỗ thủng lớn, mà tiêu anh hùng vừa vặn đạp ơ lên lỗ thủng này, để hắn lập tức rơi vào. Một tên tiên vương, lại sẽ trúng chiêu như vậy. Hết cách rồi, kỳ thực hàn khí này là quy tắc đan dệt, quấn quanh ở trên người hình thành áp lực thực lớn, dưới chân bỗng nhiên trống rỗng, tự nhiên không kịp thu thế. Tuy mọi người đông đến run cầm cập, nhưng vẫn hợp lực lôi tiêu anh hùng ra. Chú ý, nơi này từng bước đều có cạm bẫy. Tốc độ tiến lên của bọn họ càng chậm hơn, đi nhầm một bước liền có thể vạn kiếp bất phục. Hai mắt của ngõa lý phát sáng, không ngừng bắn phá, ánh sáng xanh lục hóa thành từng đạo từng đạo sóng gợt, rất nhanh, mọi người liền phát hiện ánh sáng xanh lục qua đi có khu vực bóng mở xuất hiện. Nơi đó mặt băng cực kỳ mỏng, ngõa lý nhắc nhở, Kỳ thực không cần hắn nói mọi người cũng biết nơi đó có tình hình, đương nhiên sẽ không đi đặt chân. Có ngõ lý trợ giúp, áp lực của mọi người giảm lớn, tuy vẫn bị giá lạnh ăn mòn, nhưng ít ra còn ở trong phạm vi chịu đựng. Nhưng mà, tiệc vui chóng tàn, oanh, xa xa có âm thanh lớn vang vọng, chấn động đến mức mặt đất run rẩy dữ dội. Tình huống thế nào, tất cả mọi người ngừng lại, oanh, 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 âm thanh càng ngày càng gần, thẻ thẻ thẻ, mặt băng phá nát, từ đằng xa một đường rũi tới để bọn họ dồn dập né tránh, bởi vì dưới chân là mặt hồ, nếu rơi vào, vậy tuyệt đối không có quả ngon để ăn. chương 2848, kịch biến 1 Một quái vật khổng lồ màu trắng xuất hiện, cao bảy 8 trượng, cả người mọc đầy lông tơ trắng như tuyết, lại là một con gấu lớn. Trên người gấu lớn này không có bất luận tiên quang quấn quanh gì, nhưng tản mát ra khí tức lại cực kỳ khủng bố, có thể sánh ngang tiên vương cao cấp. Hừ, Hà Nhuận Hải lập tức ra tay, hắn lấy ra một cây đao, một đao xẹt qua, Soạt, đao khí xông thẳng bầu trời. Đùng, con gấu lớn kia nhất thời bị chém thành hai đoạn. Không có trời giáng mưa máu, không có thiên địa đau buồn, điều này hiển nhiên nó không phải một vị tiên vương chân chính. Không phải tiên vương, nhưng nắm giữ khí tức của tiên vương, cái này cực kỳ quỷ dị. Đây không phải thân thể sinh mệnh chân chính, thật giống như con rối." Tiêu Anh Hùng trầm ngâm nói. Tất cả mọi người gật đầu, đây là giải thích hợp lý nhất. Bọn họ cảm thấy may mắn chuyến này có tiên vương tầng 9 bằng không ở vào tình thế như vậy còn muốn ác chiến tiên vương cấp cao, áp lực này quá to lớn. Dọc theo đường đi còn có càng nhiều bạch hùng xuất hiện, nhưng bị tam đại tiên vương tầng 9 luân phiên giết chết, để bọn họ hữu kinh vô hiểm đi tới phần cuối khu vực thứ 6. Thời điểm bọn họ dồn dập lau máu lên bia đá, lại phát hiện tay bị đông cứng đến sắc không có chi giác. Cũng còn tốt, bia đá lập tức kích hoạt, nhất thời, hàn khí tiêu tán, khu vực này cũng bị giải quyết. Hỏa phù dung thu hồi nguyên hỏa, mà Hà Nhuận Hải căn bản không hỏi, trực tiếp ném ra một tên tiên vương, lấy lực lượng quy tắc quấn vào trên bia đá. Bọn họ lại đi khu vực thứ bảy, đây là một mảnh kiếm hải, không chỉ trên đất cắm đầy kiếm, giữa bầu trời cũng có ánh kiếm vùng vẫy, cực kỳ ác liệt, nhìn để tất cả mọi người nhíu mày. Kiếm huy này cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối không thể coi thường. Tam đại tiên vương tầng 9 mở đường, bọn họ vẫn thông qua khu vực này, kích hoạt khối bia đá thứ bảy. Sau đó là khu vực thứ 8, nơi này là một mảnh bùn đất màu đen, tanh tưởi, tràn ngập kịch độc, thời điểm mọi người đi tới, lập tức phát hiện quy tắc hộ thể của mình đang cấp tốc tiêu nhạt. Hiệu quả ăn mòn thật mạnh, bất quá lần này Hà Nhuận Hải đúng là có chuẩn bị, dán cho mọi người một lá cây, đây là trên thiên địa bản nguyên chi mộc hái xuống, có hiệu quả giải độc mạnh mẽ. Khu vực thứ 8 giải quyết, kế tiếp chính là khu vực thứ 9, chỉ cần kích hoạt bia đá nơi này, vậy liền có thể mở bảo tàng của Hà Phong Tiên Vương. Mà đến lúc này, người có dụng tâm khác cũng bắt đầu dục dịch. Khu vực thứ 9, nơi này không gian hỗn loạn, một cước bước ra có khả năng chạy đến mười mấy dặm, lại đạp một bước cũng có thể trở lại phía sau. Nếu như thực lực của bọn họ đủ mạnh, có thể phá trận, khi lực lượng to lớn đến trình độ nào đó, vậy căn bản không cần đi lưu ý quy tắc, thật giống như cường giả có thể tùy ý mà làm vậy. Nhưng hiện tại bọn họ không bằng Hà Phong tiên vương lúc trước, vậy cũng chỉ có dựa theo quy tắc của Hà Phong định ra năm đó đến làm việc. Bọn họ không ngừng thử nghiệm, lại thêm năng lực phân tích của ngõ lý, tiêu tốn hơn một tháng thời gian, bọn họ rốt cục đi tới phần cuối của khu vực thứ 9. Bia đá, đã gần trong gang tấc bắt đầu đi, Hà Nhuận Hải nói, ngữ khí có chút hưng phấn. Sau khi kích hoạt mắt trận này, liền có thể mở ra cửa lớn tiến vào kho báu, có tất cả mà hắn tha thiết ước mơ. Nhưng vẻ mặt của mọi người nghiêm nghị, đến lúc này, nếu như ai có ý đổ xấu, cũng gần như lộ ra bộ mặt thật rồi. Nhưng đến một bước này, tự nhiên không thể có đạo lý lùi bước, bọn họ dồn dập cắt vỡ ngón tay, lau máu tươi của mình. Oanh, cột sáng thứ 9 phóng lên trời, 9 cột sáng dung hợp, hóa thành một cột sáng tráng kiện hơn nữa, phá tan bầu trời. ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy tầng mây giữa bầu trời quay chung quanh cột sáng xoay tròn, cực kỳ âm trầm, thật giống như có quái vật đáng sợ gì đó muốn từ bên trong chạy ra. Leng keng leng keng, có âm thanh dây xích vang động, thật giống như cơ quan gì bị phát động. Ồ, bọn họ nhìn xem trái phải, chỉ thấy từng sợi xích sắt tung múa ở trên bầu trời, đan dệt thành một cây đại thụ. Xeo, một sợi xích sắt kéo về phía bọn họ như linh xà hà nhuận hải tựa hồ sớm có dự liệu dương cao tay vung một cái một tên tiên vương liền bị hắn ném ra ngoài bị xích sắt đâm thủng thân thể cuốn lấy thật chặt a à, dưới đau nhức tên tiên vương kia tỉnh lại hắn giống to trong miệng phun ra máu tươi thân thể cấp tốc khô quát thật giống như lập tức mất đi hết thảy máu huyết đám người lăng hàn đều kinh hãi rồi lại có một loại cảm giác nằm trong dự liệu bọn họ luôn cảm thấy hà nhuận hải tất có âm mưu một vị tiên vương tầng 9, làm sao có khả năng dễ nói chuyện như vậy. Hiện tại đến bước mấu chốt, hắn lộ ra bộ dạng hung ác rồi. Cheng, xích sắt mang theo tên tiên vương kia dựng lên, cùng lúc đó, còn có 8 xích sắt khác mang theo một bộ thân thể từ phương hướng khác nhau thăng lên, lưu hào, lạc dương thu, hứa hoàn, cát trí hàng thình lình đều ở trong đó. Cái này đều là người ở lại bảo vệ bia đá trong 8 khu vực trước. Hà Nhuận Hải, đây là ý gì? Ngự hư tiên vương uy nghiêm đáng sợ hỏi, tuy hắn cùng đám người tiêu anh hùng đạt thành một loại ước định nào đó, nhưng sẽ không quan tâm sự sống chết của những người này, chỉ là hiện tại dính đến bản thân hắn, đương nhiên phải làm khó dễ. Hà Nhuận Hải đứng chắp tay, có vẻ không để ý chút nào. Không có ai hy sinh, làm sao có khả năng có thu hoạch, đạo lý dễ hiểu như vậy, chư vị không thể nào không biết chứ. Người của Vũ Viện Đệ nhất thiên hạ người cũng dám động, thực sự là gan to bằng trời. Cốc hợp nghĩa thay đổi vẻ ôn hòa, nhìn Hà Nhuận Hải trách mắng hà nhuận hải cười nhạt không có những người này hy sinh hóa nguyên quy nhất quả liền không thể thành thục chư vị đến cùng là người nào càng trọng yếu hơn các người có thể cân nhắc a à. hắn dừng một chút người không muốn vô thượng đạo quả này có thể lập tức rời đi bản tọa tuyệt sẽ không xuất thủ ngăn cản có điều chờ thời điểm các ngươi đăng báo cao tầng vũ viện bản tọa đã sớm thay đổi thân phận biến mất trong biển người minh mông hay là cùng bản tọa chung một chỗ lấy tiên quả đại hát cầu cười ha ha tranh ăn với hổ chỉ có tự thực ác quả. Hà nhuận hải, người vẫn là ngoan ngoãn tự trói đi. chương 2849, kịch biến 2. Chậm đã, ngự hư tiên vương đưa tay vẫy một cái, ngăn đại hắc cầu lại. Ngự hư, ngươi là có ý gì, lẽ nào thật muốn cùng tên này hợp tác? Đại hát cầu nhìn chằm chằm ngự hư tiên vương, trong lòng căng thẳng. Nếu như hai đại tiên vương tầng 9 liên thủ, nó ngoại trừ nhượng bộ lui binh ra thì không còn biện pháp. Ha ha, vẫn là ngự hư huynh quả đoán. Hà nhuận Hải cười to, "Chúng ta là người tu đạo, chỉ có mục tiêu xung kích võ đạo đỉnh cao, vì mục tiêu này, ngay cả con ruột cũng có thể hy sinh, huống chi người ngoài." Nghe nói như thế, tất cả mọi người phát lên hàn ý, thầm nói ai làm con trai của ngươi thật đúng là xui xẻo. Đây là một kiêu hùng, vì đạt được mục đích, không chừa thủ đoạn nào, bất kể hy sinh. Tuy Ngự Hư Tiên Vương không chắc hoàn toàn đồng ý quan điểm của hắn, nhưng đám người Lưu Hào cùng hắn không có một chút xíu quan hệ. Hắn căn bản không thèm để ý, tự nhiên cũng lười đi phản bác. Hắn muốn chỉ là hóa nguyên quy nhất quả, sắc mặt bọn người Tiêu Anh Hùng nghiêm túc, Ngự Hư Tiên Vương tỏ thái độ như thế, để bọn họ cực kỳ khó làm. Nếu như bọn họ lựa chọn không thông đồng làm bậy, vậy có khả năng cực cao bị Ngự Hư Tiên Vương giết người diệt khẩu, nhưng coi như bọn họ đáp ứng, cái này phạm vào tối kỵ của Vũ việt, Ngự Hư Tiên Vương lại há có thể dễ dàng buông tha bọn họ. Xèo, Liễu Vũ Phi đột nhiên vọt ra ngoài thân hình lấp lóe trước tiên tiến vào trung tâm nhất đại trận. Cái này vốn là thực địa, nhưng theo xiềng xích hóa thành đại thụ, khu vực ở giữa cũng phát sinh biến hóa to lớn, có thể xuyên qua, không bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Hóa nguyên quy nhất quả, tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên, liếu vũ phi tất nhiên là về phía tiên quả mà đi. Tuyệt không thể làm cho nàng độc chiếm, mọi người vội vã đuổi theo, tuy liếu vũ phi trước nói hóa nguyên quy nhất quả không chỉ một viên, nhưng bọn họ đối với thầy trò này nói có thể tin tưởng sao. Người xem, đám người lưu hào chính là tấm gương, ngay cả ngự hư tiên vương cũng khó có thể kiềm chế, lập tức đuổi theo. Tại sao các người không đuổi? Hà Nhuận Hải nhìn chằm chằm mấy người Lăng Hàn nói. Lăng Hàn, nữ hoàng, ngõ lý cùng đại hắc cẩu không có nhúc nhích. Đại hắc cẩu nhếch miệng cười, lộ ra hai hàng răng nanh. Người cũng không đuổi, chúng ta vội cái gì? Hà Nhuận Hải cười ha ha, các người coi mình rất thông minh sao? Họ hà, người đến cùng trong hồ lô bán thuốc gì? Lăng Hàn lớn tiếng nói, tiên vương tầng ba nho nhỏ, cũng dám kêu gào ở trước mặt bổn tỏa. Hà nhuận hải thay đổi khiêm tốn trước kia, trở nên cao ngạo. Vừa nãy những người kia đã vội vàng đi chịu chết, tuy các người thông minh hơn một ít, nhưng cũng chỉ là chết muộn một hồi mà thôi. Quả nhiên, hắn đã không nhịn được lộ ra diện mạo thật sự. Lão tiểu tử, ở trước mặt cầu ra, người có thể lật trời sao? Đại hắc cầu xuất kích, muốn bắt Hà nhuận hải. Hà nhuận hải không né không tránh, cứ như vậy nhìn công kích kéo tới, mà khi móng vuốt của đại hắc cẩu vung qua, thân hình của Hà Nhuận Hải lại run lên, chậm rãi trở nên trong suốt, cuối cùng biến mất, chỉ còn dư lại tiếng cười lớn hung hăng của hắn. Lăng Hàn, Nữ Hoàng, đại hắc cẩu đều biến sắc, Hà Nhuận Hải này không biết lúc nào tráo đổi, lưu lại ở chỗ này vẻn vẹn chỉ là một đạo thần niệm. Chẳng trách hắn căn bản không sợ đại hắc cẩu, bởi vì chân thân của hắn bây giờ căn bản không ở nơi đây. Lúc nào bị hắn treo đầu dê bán thịt chó, Lăng Hàn cau mày nói ngõ lý người có phát hiện không đại hắc cầu hỏi ngõ lý lắc đầu cũng có vẻ rất kinh ngạc thứ nhất ta không có liên tục nhìn chằm chằm hắn thứ hai hắn không có biểu hiện bất luận gợn sóng dị dạng gì như vậy chúng ta là tiến hay lùi tiến vào đám người ngự hư tiên vương đã đi vào hiện tại một chút động tính cũng không có mà dựa theo lời giải thích của hà nhuận hải bọn họ ở bên trong sẽ tao ngộ nguy hiểm rất lớn ngay cả ngự hư tiên vương cũng không cách nào may mắn thoát khỏi đây là thủ đoạn của một vị truyền thiên tôn bày xuống cho dù người đã chết nhưng thủ đoạn vẫn cực kỳ nghịch thiên như vậy đi vào chính là chịu chết lùi vào lúc này còn có đường lui sao hà nhuận hải hiển nhiên thiết lập một cái bẫy lợi dụng mọi người phá tan đại trận hiện tại chính là thời điểm thu gặt hắn sẽ mặc cho bốn người lang hàn rời đi sao nói vậy hắn phải có thủ đoạn khác sẽ không để cho bọn họ dễ dàng rời đi tiến hoặc lùi đều không thích hợp chẳng bằng yên lặng xem biến đổi lấy bất biến ứng vạn biến Cuối cùng, bốn người hình thành nhận thức chung, xem trước một chút. Ngõa lý thả ra ánh sáng xanh lục, lay động về phía bốn phương tám hướng, có dị động gì hắn sẽ ngay lập tức biết. Lăng Hàn, nữ hoàng đã lấy ra tiên khí, đại hắc cầu cũng mặt đầy nghiêm nghị, hắn biết tiếp theo có thể sẽ cực kỳ hung hiểm. Leng keng leng keng, xích sắt tung múa ở trên bầu trời, phát ra tiếng vang ầm ầm, mà những xích sắt này còn đang ngưng tụ, để cây đại thụ kia trở nên càng ngày càng tráng kiện. Hả, bọn người Lăng Hàn đều nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy lại có một người bị xích sắt xuyên thấu thân thể, mang lên không chung. Kỳ vô danh, hắn gào thét, tiên khí trong tay chém tung, nhưng vô dụng, trên xích sắt kia lóe lên phù văn kỳ dị, mỗi khi tiên kiếm chém lên, sẽ hình thành một mảng ánh sáng, chặn sắc bén của tiên binh. Đây giống như là tiên vương tầng 9 lấy quy tắc quấn quanh ở trên nắm tay, hoàn toàn có thể cùng tiên khí đối cứng. Kỳ vô danh bạo phát, lồng ngực của hắn đột nhiên cổ động, có thể nhìn thấy nơi đó còn có một trái tim. Quả tim này ảo ạt phun ra tiên vương tinh huyết hào hùng, để sức chiến đấu của hắn trong nháy mắt tăng vọt vô số lần. Tầng 6, tầng 7, tầng 8, tầng 9, kỳ vô danh phảng phất như trở lại kiếp trước, tiên vương tầng 9 vô địch, uy năng của tiên khí cũng được kích thích hoàn toàn, cực kỳ khủng bố. Len Ken giòn giã truyền đến, màng ánh sáng trên xích sắt phá nát, mà xích sắt này lại không phải tiên kim tạo nên, làm sao có khả năng chống đỡ được tiên khí sắc bén. Chỉ hai ba lần mà thôi, liền bị chặt đứt, nhưng mà, càng nhiều xích sắt như linh xà quấn quanh lại, gắt gao vây nhốt kỷ vô danh. Không hổ là tiên vương mạnh nhất năm đó, đại hắc cầu tự đáy lòng nói, chương 2850, toàn bộ bị gài bẫy. Nếu bản tọa không niết bàn, tuyệt đối không đạt tới độ cao của hắn lúc trước. Lăng hàn trong mày, kỷ vô danh chậm chạp không có giết ra khỏi trùng vây, cái này không phải một tin tức tốt, liền nói. Hiện tại kỷ vô danh chuyển thế sống lại, thành tựu vẫn sẽ ở trên ngươi. sắm thí, Cầu ra là đại niết bàn, một tỷ tiên vương tầng 9 cũng chưa chắc có một cái thành công, so với chuyển thế sống lại gì cũng mạnh hơn nhiều. Đại hắc cậu diếu cợt nói, vậy người còn không đi hỗ trợ, lăng hàn nói, kha kha, cầu ra không phải vẫn không có tu đến đỉnh cao sao, sức chiến đấu vẫn kém một chút. Đại hắc cầu lập tức lại kinh sợ, len keng len keng, lại một dây xích bay lên, mang theo một người. Lần này là hỏa phù dung, nàng tuy có tên gọi vạn cổ đệ nhất tiên, tiến hóa lũy thừa càng cao tới 12, tương lai tất nhiên thành thiên tôn, nhưng hiện tại vẻn vẹn chỉ là tiên vương tầng 3, sức chiến đấu cao lắm cũng chỉ tương đương với tầng 6. Ngay cả kỳ vô danh vận dụng thủ đoạn kiếp trước đều bị nhốt, nàng làm sao có khả năng thoát thân. Nàng gào thét, cổ kính ở trên đỉnh đầu không ngừng kích bắn ra cột sáng, thiên địa nguyên hỏa sôi trào mà ra, hóa thành một hỏa long, nhưng vẫn không cách nào phá mở xích sắt phong tỏa. Ngay sau đó, tiêu anh hùng cũng bị xích sắt xuyên thấu thân thể, sau đó là liễu vũ phi, cốc hợp nghĩa, miêu hóa, trong những người đi vào, ngoại trừ ngữ hư tiên vương, hiện tại tất cả mọi người đều bị trói buộc. Đương nhiên, kỷ vô danh tạm thời thoát vây, nhưng còn đang cùng xích sắt ác chiến, không biết có thể thành công phá vòng vây hay không. Chó chết, nhanh đi hỗ trợ, lang hàn đạp đại hắc cẩu, cẩu ra mới không đi đâu, đại hắc cẩu lắc đầu liên tục, hà phong này rất ghê gớm, ở trong chuẩn thiên tôn cũng là tồn tại số một số 2, bày xuống thủ đoạn thật đáng sợ, mỗi một xích sắt đều tương đương với một vị tiên vương tầng 9 số lượng còn vô cùng vô tận cẩu ra đi tới chính là chịu chết quên đi chúng ta vẫn đứng nhìn cùng lắm sau này thắp hương hóa vàng mã cho bọn họ là được đại hắc cẩu tránh đi ầm um, đúng lúc này chỉ nghe một tiếng vang thật lớn một bóng người giết ra đỉnh đầu hắn lơ lửng một quả chuông vù không đánh tự vang phát ra từng đạo từng đạo gợn sóng chỉ cần bị gợn sóng đụng một cái xích sắt liền giống như mất đi sức sống lập tức từ giữa bầu trời rơi xuống đó là ngự hư tiên vương thật không hổ là tiên vương mạnh nhất hiện nay. Một trong A, ngự hư tiên vương cực kỳ cường hãn, hắn mạnh mẽ giết đi ra. Lăng Hàn không khỏi âm thầm gật đầu, càn cổ chuông đã bị hắn hút đi đại bộ phận tinh hoa, ngõ lý cũng nói, hiện tại càn cổ chuông chỉ tương đương với năm khối tiên kim, nhưng dù như vậy, uy lực của tiên khí này vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Cũng đúng, tùy ý một tiên khí chỉ cần tăng uy lực lên tới cấp bậc tầng 9, vậy thì tương đương với người xuất sắc trong tiên vương tầng 9, mà hiện tại năm người hợp nhất, tự nhiên có thể so sánh với đế tinh cùng cấp. Nhưng càng mạnh hơn vẫn là bản thân ngự hư tiên vương, hắn vung vẩy song quyền, quấn quanh quy tắc, ngay cả xích sắt cũng không thể vây khốn. Nhưng mà, cây đại thụ kia run lên nhẹ nhẹ, phát ra tiếng kim loại lanh lành, càng nhiều xích sắt vọt về phía ngự hư tiên vương, trăm sợi, ngàn sợi, vạn sợi, cái này ngay cả ngự hư tiên vương cũng chịu không được, cái này cần bao nhiêu tiên vương liên thủ. Một bên khác, kỷ vô danh từ độ cao tầng 9 ngã xuống, đây chỉ là hắn bạo phát mà thôi, làm sao có khả năng liên tục duy trì ở độ cao như thế. Sức chiến đấu rơi xuống, hắn liền bị xích sắt xuyên thấu thân thể, lần thứ hai bị nhốt. a à, ngự hư tiên vương gào thét, dù hắn cùng cấp vô địch thì đã làm sao, xích sắt quá nhiều, mỗi một sợi đều tương đương với một vị tiên vương tầng 9, thực là vượt qua cực hạn của hắn. Hắn bị áp chế, phạm vi hoạt động càng co càng nhỏ. Ha 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 ha, tiếng cười lớn của Hà Nhuận Hải vang lên, hiện tại đại cục đã định. Hắn xuất hiện, Đứng ở trên đỉnh cây đại thụ, hai tay chắp sau lưng, một bộ chỉ điểm giang sơn Xác thực, hiện tại tất cả đều ở trong khống chế của hắn Tuy còn có bốn người lăng hàn chưa bắt, nhưng cây cây đại thụ này thật đáng sợ Không biết cần bao nhiêu tiên vương tầng 9 liên thủ mới có thể áp chế Chỉ có thể nói, chuẩn thiên tôn là tiên vương không thể so sánh Mang theo hai chữ thiên tôn, liền thoát ly cấp độ của tiên vương Sư phụ, tha đầu nhi lần này, liễu vũ phi suy nhược nói nàng cảm giác một thân tu vi của mình đều đang bị xích sắt vô tình lấy ra không bao lâu nữa nàng sẽ thành một kẻ tàn phế tiện nhân người giả ý bái bản tọa làm sư phụ lại cùng bản tọa chơi trò mập mờ cho rằng bản tọa không biết ngươi kỳ thực là vì bảo tàng của tổ tiên sao hà nhuận hải khinh thường nói bản tọa tương kế tự kế nếu ngươi chân tâm thực lòng bản tọa cũng có thể để ngươi phân chén canh nhưng ngươi lại chỉ muốn độc chiếm bảo vật vậy liền dâng tinh huyết ra đi không đồ nhi là chân tâm thực lòng liễu vũ phi giải thích nếu chân tâm vậy liền dâng tinh huyết ra thành tựu con đường vô thượng cho sư phụ hà nhuận hải nói sau đó hử lạnh một tiếng nhìn về phía bầu trời nói tổ tiên đại nhân có phải là cảm thấy có gì đó không đúng không tổ tiên đại nhân cho dù mấy người tiêu anh hùng cũng chỉ là suy yếu không có mất đi ý thức nghe nói như thế không ai không run lên hà phong tiên vương lẽ nào hà phong tiên vương còn chưa chết tổ tiên đại nhân không nên giả bộ a à. Hà Nhuận Hải cười lạnh nói, người bố cục vô số năm, chính là vì vạn nhất xung kích thiên tôn thất bại, còn có thể lưu một con đường lùi. Ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi thông minh sao, ngươi là có ý gì, một tiếng nói giả nua vang lên, thẳng vào thức hải của mỗi người. Đây là thần thức truyền âm, mà người phát ra thần thức. Thình linh chính là cây đại thụ kia, ngươi cho rằng bản tỏa không biết, Hà Nhuận Hải khinh thường nói, lúc trước ngươi xung kích thiên tôn thất bại, thân thể phá diệt, thần hồn cũng bị thiên địa nhầm vào, chỉ có thể làm rùa rụt cổ ở dưới cửu tinh đại trận này, che đậy thiên địa, kéo dài hơi tàn. Người bố cục, không phải là lấy một cây tiên thụ làm giống, lấy vài kỳ nguyên thời gian đến bồi dưỡng, lại hấp dẫn hậu bối hà ra lại, rót tinh huyết vào, để ngươi có cơ hội phục sinh sao. chương 2851, ngược lại đem một quân. Đáng tiếc, mưu đồ của ngươi sớm đã bị bản tọa nhìn thấu. Bản tọa tương kế tự kế, thả ra tin tức di tích cổ, hấp dẫn chút ngu xuẩn tới đây, phá đại trận này, để ngươi cho rằng thời cơ thành thục, thần hồn từ trong đại trận đi ra, đề cao đạo thụ, lấy đạo quả làm thân thể, diễn hóa tân sinh, thậm chí có thể nâng cao một bước. Đáng tiếc, những người này không có huyết mạch hà ra, căn bản không thể là ngươi sử dụng. Đạo quả có thể thành, nhưng ngươi căn bản không thể dựa vào cái này sống lại, chỉ có thể tác thành bản tỏa. Ha ha, lấy thần hồn của chuẩn thiên tôn làm hạt nhân, lại thêm rất nhiều tinh huyết của siêu cấp đế tinh tiên vương, kết ra đạo quả sẽ kinh người cỡ nào bản tọa sẽ vượt qua ngươi, trở thành thiên tôn chân chính. Tổ tiên, người đã sớm qua đời, vẫn tiếp tục chôn ở đây đi, để hậu bối tử tôn của ngươi đến huy hoàng một đời. Hắn ảo ảo nói, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Hóa ra, bọn họ nhận được manh mối di tích cổ của Hà Phong Tiên Vương, hoàn toàn chính là Hà Nhuận Hải một tay bày ra, hắn phát hiện thời cơ đã thành thục, lúc này mới thả ra tin tức, hấp dẫn bọn họ lại. Quả nhiên, bảo tàng của một vị chuẩn thiên tôn, ngay cả siêu cấp đế tinh cũng động lòng, tự chui đầu vào lưới. Cái thứ này thật đúng là lòng dạ độc ác, không chỉ tính toán bọn họ, ngay cả lão tổ tông của mình cũng thành vật hy sinh cho hắn. Trước Hà Nhuận Hải đã nói, vì sông lên võ đạo đỉnh cao, ngay cả con ruột cũng có thể hy sinh, như thế vừa nghĩ, lão tổ tông cũng hãm hại, lại đáng là gì? Tổ tôn chẳng ra gì, từ tôn chẳng ra gì, cây đại thụ phát ra ý nghĩ, tràn ngập phẫn nộ. Chen, hết thầy xích sắt đột nhiên chuyển hướng, đâm về phía ngọn cây. Lão tổ tông, nếu ta đã nói như vậy, ngươi cho rằng bản tỏa sẽ không có chuẩn bị sao? Hà nhuận hải cười gần, trong tay hắn nắm một tảng đá màu trắng, nhẹ nhàng nhấn một cái, nhất thời, đá phát sáng. Lên keng len keng, hết thảy xích sắt lần thứ hai chuyển hướng, trước bỏ lại đám người kỳ vô danh, lần thứ hai xuyên thấu thân thể kéo lên. Ngự hư tiên vương rảnh rỗi, đang muốn đào tẩu, nhưng còn không có chạy đi, chút xích sắt kia lại tới nữa, khởi sướng công kích ác liệt. Ha 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 ha, bản tỏa cũng không có tuân tổ huấn, cái gì kỳ hạn chưa tới không thể tiến vào hà nhuận hải cười to bản tọa tiến vào nơi đây không biết bao nhiêu lần sớm đã thăm dò tình huống của nơi này mà hạt nhân của đại trận này cũng sớm bị bản tọa khống chế tổ tiên hiện tại nơi này nói chuyện làm chủ không phải ngươi mà là bản tọa ngươi từng là chuẩn thiên tôn thì đã làm sao hiện tại chỉ là một tàn hồn làm sao đấu với ta hà nhuận hải đột nhiên chỉ tay bốn người lăng hàn đã nói với các ngươi các ngươi chỉ có thể kéo dài hơi tàn mà thôi hiện tại đại cục đã định, các ngươi đều ngoan ngoãn chết đi cho bản tỏa. Hắn tay cầm đá, thật giống như đang chỉ huy vậy, len keng len keng, lập tức liền có mười mấy sợi xích sắt vọt về phía bọn người lăng hàn. Đại hắc cầu nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức xiết ra ngoài, thân hình xèo xèo xèo, mỗi lần lấp lóe liền có thể đột tiến một đoạn dài, ép thẳng tới Hà Nhuận Hải. Bắt giặc cần bắt vua, nếu không giải quyết Hà Nhuận Hải hoặc cướp then chốt khống chế trong tay hắn, vậy bọn họ sẽ vĩnh viễn chỉ có phần bị đánh chỉ là càng tiếp cận đại thụ, mỗi lần đại hắc cầu thuấn di khoảng cách liền càng ngắn, thậm chí một lần chỉ có năm ba trượt, thật giống như rơi vào lầy lội, bước đi gian nan. Ha ha ha, Hà Nhuận Hải cười to, đây chính là chuẩn thiên tôn bày xuống đại trận, chỉ là tiên vương tầng 9, dù ngươi là siêu cấp đế tinh thì đã làm sao, căn bản không thể phá giải. Trong khi nói chuyện, mười mấy xích sắt đã giết về phía đại hắc cầu. Trang, ba người lăng hàn lùi lại, nhưng bọn họ phát hiện, phạm vi xích sắt công kích kỳ thực có hạn, không đạt tới địa phương của bọn hắn. Nói cách khác, nếu như đại hắc cầu không chủ động xuất kích, xích sắt cũng không thể làm gì nó. Không được, lại bị hắn âm. hàn âm, lăng hàn trầm giọng nói, hà nhuận hải cố ý nói ra bí mật, cực kỳ hung hăng, cũng không phải là hắn quá đắc ý, mà là diễn cho bọn họ xem, nhiễu loạn tâm thần của bọn họ, quả nhiên, đại hắc cầu chúng chiêu. Đáng tiếc, người thức tỉnh quá chậm, hà nhuận hải từ trên cây đại thụ bay xuống, hiện tại hai đại tiên vương tầng 9 đều bị xích sắt vây khốn, mà ba tên tiên vương còn lại thực lực thấp kém, hắn dễ dàng liền có thể giải quyết. Ạch, à, ngõ lý có chút quái lạ, nhưng sức chiến đấu quá yếu, hắn căn bản không cần giết, chỉ cần liên tục chấn áp là được. Hà Nhuận Hải đi rất chậm, nhưng khí thế lộ liếu, cho ba người lăng hàn áp lực đáng sợ. Đây chính là một vị tiên vương tầng 9, có thể đạt đến độ cao như vậy, bản thân hắn là đế giả, đương nhiên khủng bố vô biên. Ba người lăng hàn đều chậm rãi lùi, Hà Nhuận Hải vẫn như cũ không vội, từ từ mà đi qua một hồi lâu lúc này hà nhuận hải mới cười ha ha các ngươi không còn đường rồi hắn cực kỳ cẩn thận cho dù ở dưới tình huống như vậy vẫn không có sơ sẩy bất cẩn mà muốn hoàn toàn xác nhận tình huống lúc này mới nhận định nắm chắc phần thắng ngoan ngoãn nằm xuống cho bản tòa hà nhuận hải ra tay một trường thò ra phù văn dày đặc lão ra hỏa ngươi cũng nằm xuống a xeo một bóng đen từ trên người của lăng hàn đập ra cấp tốc từ nhỏ biến thành lớn đón đánh về phía hà nhuận hải lại là đại hắc cẩu xảy ra chuyện gì đại hắc cẩu không phải đã bị nhốt sao ha ha nếu để cho lão tiểu tử ngươi nhìn ra đầu mối cẩu ra không phải con bò sao đại hắc cẩu cười to nó triển khai thủ đoạn đánh về phía hà nhuận hải ở khoảng cách này xích sắt không đạt tới hà nhuận hải chỉ có thể ra trận tác chiến hà nhuận hải xuất thủ là bởi vì hắn nhận định đã chắc chắn thắng ai nghĩ đến lại còn có một đại hắc cẩu ngươi lấy một đạo thần niệm giả mạo cho là chúng ta không thể lấy đạo của người trả lại cho người. Lăng Hàn ở một bên thong thả nói, không thể, Hà Nhuận Hải còn không tin, chỉ là một đạo thần niệm, làm sao có khả năng ngang hàng những xích sắt kia. Không cần kỳ quái, cầu ra là người nào, há là người có thể phỏng đoán. Đại Hắc Cầu ngạo nhiên nói, chương 2852, việc sắp thành lại hỏng. Nhưng ngõ lý diếu cợt một tiếng, đây là bọn hắn trước đó định ra kế hoạch, chủ yếu là Lăng Hàn bày ra, Ngõ Lý phụ trách để thần niệm của Đại Hắc Cầu cực kỳ tiếp cận chân thực, chân thân của Đại Hắc Cầu thì giấu ở trong không gian thần khí của Lăng Hàn, phụ trách chiến đấu cuối cùng. Hiện tại con Đại Hắc Cầu này lấy hết công lao, tự nhiên để Ngõ Lý khinh bỉ. Hà Nhuận Hải rất khó chịu, hắn tự xưng trí tuệ vô song, ngay cả lão tổ tông chuẩn thiên tôn mưu tính cũng bị hắn nhìn thấu, ngược lại lợi dụng, tác thành đạo quả cho hắn, để hắn cực kỳ đắc ý. Nhưng hiện tại lại bị người tính toán, cái này tự nhiên để hắn thẹn quá thành giận thông minh bị bảo quá mất mặt, nhưng mà, đại hắc cầu đã giết tới, lại làm cho hắn không rãnh suy nghĩ nhiều, nhất định phải toàn lực ứng phó. Đánh nhau cùng cấp, siêu cấp đế tinh đối với đế giả đó là nghiền ép. Đầy trời xích sắt đang bay, nhưng căn bản không chạm đến khu vực này, hoàn toàn không giúp được Hà Nhuận Hải. Đánh nổ lão quỷ ngươi, đại hắc cầu toàn lực ứng phó, nó người đứng thẳng, hai chảo vung vẩy, đánh ra từng đạo hắc quang, xé rách không gian, chấn động tinh vũ, hiển lộ hết huy năng. Hà Nhuận Hải hoàn toàn không có ý cùng đại hắc cầu liều mạng, hắn chỉ muốn đột phá, chỉ cần trở lại phạm vi của đại thụ, vậy hắn chính là vô địch. Trừ khi tới một vị chuẩn thiên tôn, hắn một lòng phá vòng vây, nhưng tranh lệch hai cấp độ tiến hóa, tương đương với để cho cảnh giới của hai người kéo một đoạn dài, nguyện vọng phá vòng vây của hắn trước sau không cách nào thực hiện. Dám gài bẫy cầu ra nhà ngươi, đại hắc cầu nổi giận, từ trước đến giờ chỉ có nó âm người khác, bây giờ lại bị người khác hãm hại, để nó có một loại tức giận không nói ra được. Hà nhuận hải không đáp, hắn vung vẩy tiên đao, muốn thừa thế xông ra ngoài. Có điều, lăng hàn cũng sớm giao tiên ma kiếm cho đại hắc cẩu, tiên khí đối tiên khí, tiên ma kiếm là hại dung hợp thật nhiều tiên kim, luận kiên cố cùng sắc bén còn hơn tiên khí phổ thông một đoạn dài. Trong cứng đối cứng, tiên đao của Hà nhuận hải bị tiên ma kiếm áp chế, sức chiến đấu của bản thân lại không bằng đại hắc cẩu, có vẻ càng thêm quẫn bách. Đáng ghét, đáng ghét, Hà nhuận hải giống to, rõ ràng tất cả đều ở trong bàn tay, nhưng lại thay đổi bất ngờ, để hắn lập tức tiến vào trong vùng lầy. Con cháu xấu xa, từ bỏ khống chế hắc kim thụ, bản tọa có thể cứu ngươi. Cây đại thụ truyền ra âm thanh, là Hà Phong chuẩn thiên tôn, Hà Nhuận Hải không đáp, hắn có thể chắc thắng là bởi vì hắn nắm giữ hắc kim thụ, mà hạt nhân là đá màu trắng trong tay hắn, đây là then chốt. Hắn chưa bao giờ tin tưởng bất luận người nào, ngoại trừ chính hắn. Trước hắn biểu đạt ra ý nghĩ thí sư diệt tổ, một khi hắn thả xuống khống chế hắc kim thụ, vậy liền không cách nào áp chế Hà Phong. đến thời điểm đó một vị chuyển thiên tôn sống lại, thậm chí khả năng nhảy một cái trở thành thiên tôn chân chính, vậy diệt hắn không phải chuyện trở tay. muốn hắn tin tưởng Hà Phong sẽ để tình huyết mạch mà bỏ qua cho hắn, hắn là một chút cũng không tin. đổi lại là hắn, hắn tuyệt đối sẽ giết chết đối phương, hơn nữa còn phải cho đối phương ăn vô số dần vật, dù là con ruột cũng không ngoại lệ. hắn không chỉ không có dự định giao ra đầu mối khống chế, trái lại cất viên đá màu trắng đi, một lòng phá vòng vây thật sự cho rằng bản vả không có cách nào sao. Hắn cười lạnh nói, có thể trở thành tiên vương tầng 9, hắn há là hạng người hời hợt, sẽ không có tuyệt chiêu ép đáy hòm. Hắn hét dài một tiếng, từng luồng từng luồng rung động kỳ dị, sức chiến đấu của hắn rõ ràng tăng vọt. Trước liền nói, chỉ cần tranh lệch cảnh giới không lớn, một tên tiên vương muốn phá vòng vây, vậy căn bản là không ngăn được. Đại hắc cầu sát thực mạnh hơn Hà Nhuận Hải hai đẳng cấp, nhưng tính thành áp chế tu vi, vậy ngay cả một cảnh giới cũng miễn cưỡng. Hà Nhuận Hải bạo phát, đại hắc cầu có chút không ngăn được. Con mẹ nó, ngươi cho rằng cầu ra sẽ không tức giận sao? Đại hắc cầu gào thét, cũng vận chuyển bí pháp, trên người có từng viên từng viên phù văn nhảy lên, sức chiến đấu bão tố. Hai người đại chiến, đại hắc cầu miễn cưỡng lưu Hà Nhuận Hải lại. Lăng Hàn cùng nữ hoàng cũng ra tay, sức chiến đấu của bọn họ kém tầng 9 rất lớn, nhưng lực công kích cũng không thể coi thường, tiên vương nào dám nói có thể cho bọn họ tùy ý oanh kích. Bọn họ chỉ phụ trách kiềm chế, không cho hà nhuận hải đột phá trở về khu vực cây đại thụ các ngươi không ngăn được ta hà nhuận hải giống to hắn liều lĩnh xung kích oanh hắn bị móng vuốt của đại hắc cầu cắt chém một cánh tay bị cắt xuống mà lang hàn cùng nữ hoàng công kích cũng lưu lại vết thương sâu sắc nhưng hắn lao ra đại hắc cầu phong tỏa thế đi như điện dừng lại cho cầu ra đại hắc cầu triển khai không gian thuấn di muốn cản hà nhuận hải lại hà nhuận hải người đau hợp nhất tốc độ đột nhiên tăng vọt oa hắn phun ra một ngụm tiên vương huyết, ở trước khi đại hắc cầu chặn lại thành công sông ra ngoài. Hắn phảng phất như một vệt ánh sáng, bắn nhanh vào khu vực cây đại thụ. Đại hắc cầu nhất thời dừng lại, nó không thể lại tiến vào, bằng không tiến vào khu vực cây đại thụ, liền đến phiên nó bị đánh. Hà nhuận hải cực kỳ chật vật dừng lại, hắn nứt đoạn mất một cánh tay, bụng cũng lưu lại hai miệng vết thương, máu tiên vương chảy liên tục, nhưng chỉ cần không chết, loại tổn thương này chỉ là việc nhỏ, luôn có thể khép lại hắn uy nghiêm đáng sợ nhìn đại hắc cẩu, lang hàn còn có nữ hoàng, gần từng chữ nói. Chờ bản tòa ăn hóa nguyên quy nhất quả, bước ra bước then chốt kia, chính là ngày các người bị chém đầu. Phi, cẩu ra không chơi với người nữa, đi a à. Đại hắc cẩu cố ý xoay người, cho Hà Nhuận Hải một cái mông, quần lót sắt phản xả ánh sáng, nhìn rất tức cười. Hà Nhuận Hải tức giận đến lại suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, hắn nâng cánh tay, để cho vết thương khép lại, mặt ngoài nhìn qua đã không sao, nhưng chỉ có hắn tự mình biết nội thương nghiêm trọng cỡ nào. Nhưng không sao, ở trong khu vực này, hắn chính là vương vô địch. Các ngươi chạy không được, hắn lạnh lùng nói, lối vào đã phong tỏa, các ngươi cũng không đủ máu của siêu cấp đế tinh, làm sao mở ra được cửa lớn. Các ngươi, đã thành cô trong giỏ, hắn mặc kệ, chỉ cần chấn áp ngừ hư tiên vương, lấy ra tinh huyết của đối phương, hóa nguyên quy nhất quả sẽ thành thục, mà hắn thì sẽ hái quả ăn, xung kích chuẩn thiên tôn. Trường 2853, đảo ngược kinh người một. Đến thời điểm đó, hắn chính là vô địch, ngự hư tiên vương cũng không thể chống đỡ bao lâu, hắn xác thực mạnh mẽ, nhưng vẫn không có cường đại đến có thể đấu sức hơn mấy vạn tiên vương cùng cấp còn có thể đột phá, cuối cùng cũng bị chân áp, cả người quấn quanh xích sắt, mà có một thì trực tiếp đâm thủng lồng ngực của hắn, lấy ra tinh huyết. Ngự hư tiên vương gào thét, nghĩ hắn ở tiên vực chính là tồn tại như gần vô địch, nhưng đi tới viêm xương vị diệt, không chỉ phải cúi đầu hành sự cẩn thận, hiện tại càng bị lấy ra tinh huyết, Tử vong tựa hồ là sự tình lửa xém lông mày, để hắn làm sao có thể cam tâm. Bọn người tiêu anh hùng, kỳ vô danh rên rỉ, tinh huyết của bọn họ đang không ngừng trôi qua, trở nên cực kỳ suy yếu. Hà nhuận hải cất tiếng cười to, tuy ra một chút sai sót nhỏ, nhưng vẫn còn trở về quỹ đạo, đều ở trong tay hắn nắm giữ. Lăng hàn trao mày, hắn có phải là nên lấy ra quyển trục vị diệt, mời tới thiên kiếp hay không? Nhưng đã như thế, hắn cũng khó có thể may mắn thoát khỏi hắn không khỏi nghĩ đến trước kia hỏi ngõa lý, rồi lại bị ngõa lý hỏi ngược lại, nếu như kẻ địch nắm lấy người yêu của hắn, hắn nên lựa chọn như thế nào. Tuy hiện tại nữ hoàng không ở trong tay Hà Nhuận Hải, nhưng tình huống lại tương tự. Hắn lập tức kiên định niềm tin, vì người yêu, hắn có thể hy sinh mình. Ai, nhưng vào lúc này, một thanh âm thong thả đột nhiên vang lên. Vẫn là Hà Phong, hắn còn muốn nói điều gì, cho rằng Hà Nhuận Hải sẽ nghe sao. Hậu nhân chẳng ra gì, ngươi thật sự cho rằng tất cả đều ở trong bàn tay của ngươi. Hà nhuận hải đầu tiên là cả kinh, nhưng lập tức lại lộ ra cười gần, kia là tự nhiên. Hắn nắm giữ hạch tâm trận pháp, đại cục đã định. Lão Tổ Tông, ngươi không cần chống lại vô nghĩa, được rồi, bản tỏa cũng nên lấy thần hồn của ngươi ra, ngừng tụ đạo quả. Hắn từ tốn nói, đại thụ đã lấy ra đủ tinh huyết, nên hoàn thành bước cuối cùng. Hóa nguyên quy nhất quả này cũng không phải tiên quả trời sinh, mà là hậu thiên luyện thành. Nói là tiên quả, chẳng bằng nói là một loại thủ pháp luyện đan đặc thù, lấy thần hồn của một vị chuẩn thiên tôn, lại thêm vô số thời gian tích lũy, cuối cùng thành tuyệt thế đại đan. Đương nhiên, trước đó hết thảy đều là lừa người, hóa nguyên quy nhất quả chỉ có một viên, cũng chỉ có tiên vương tầng 9 đỉnh cao mới có thể dùng, bước vào hàng ngũ chuẩn thiên tôn. Hắn lấy ra đá màu trắng, muốn lấy thần hồn của Hà Phong tiên vương ra, nhưng vừa vận chuyển, hắn lại biến sắc. Bất động, làm sao có khả năng hắn rõ ràng đã nắm giữ hạch tâm của trận pháp, mà Hà Phong chỉ còn dư lại một đạo tàn hồn, làm sao có thể không làm gì được. Ai, Hà Phong lại thở dài một tiếng, ngươi xác thực hiểu lầm bản tỏa, cái này nguyên bản là một tạo hóa lớn cho hậu nhân Hà Gia, có thể giúp ngươi đi ra một bước mấu chốt nhất, bước vào hàng ngũ chuẩn thiên tôn. Đáng tiếc, ngươi vì tư lợi, chưa bao giờ tin người, là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Khuôn mặt của Hà Nhuận Hải giữ tợn, lớn tiếng nói. Vậy thì như thế nào, hiện tại là bản tọa khống chế cục diện, nếu ngươi một lòng vì đời sau, vậy liền ngoan ngoãn lấy thần hồn làm hạt nhân, để đạo quả thành thục. Hà Phong Tiên Vương nở nụ cười, hóa nguyên quy nhất quả lại há cần thần hồn của bản tọa mới có thể thành thục. Ngươi sai rồi, từ vừa mới bắt đầu liền sai rồi. Nói bậy nói bậy, Hà Nhuận hải quát, hắn liều mạng thôi thúc đá trắng, muốn lấy thần hồn của Hà Phong từ trung tâm trận pháp ra, hoàn thành bố cục mấu chốt nhất. Vù, một vệt hào quang từ trung tâm trận pháp sáng lên, sau đó liền thấy một bóng người xuất hiện do vô số ánh sáng hình thành khó có thể thấy thậm chí ngay cả vóc người cũng không cách nào nhìn cực kỳ mơ hồ ngươi làm sao ngươi có khả năng thoát vây hà nhuận hải kinh hãi đến biến sắc tựa như thấy quỷ bởi vì đạo nhân ảnh này chính là án hà gia tổ tiên hà phong tiên hệ trên huyết mạch để hắn lập tức kết luận đối phương chính là hà phong lão tổ tông của hắn nhưng chính vì như thế hắn mới sẽ khiếp sợ hà phong làm sao có khả năng xuất hiện hắn chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi, trốn ở trong đại trận mới có thể tránh bị thiên địa phát hiện cũng nhằm vào, nhưng hiện tại hắn lại thoát vây. Không thể nào, bằng không tại sao vị lão tổ tông này phải bố cục mấy kỷ nguyên, không phải là vì để cho hóa nguyên quy nhất quả thành thục sao? Ai nói cho ngươi, bản tọa là bị vây ở chỗ này? Hà Phong từ tốn nói, lại có một loại khí phách không nói ra được. Ngươi không có bị vây ở chỗ này, vậy ngươi ở đây làm gì, chơi vui sao? Hà Phong vung tay lên, cây đại thụ len keng vang vọng, đùng đùng đùng, bọn người ngự hư tiên vương bị ném đi, từng cái từng cái miến cưỡng đứng lại, không ai không sắc mặt trắng bệch, bọn họ đều mất đi lượng lớn tinh huyết, nguyên khí đại thương. Nhưng dù sao cũng không chết, không chết liền dễ nói. Hà nhuận hải không khỏi thất thanh giống to, người điên rồi, bọn họ đều là chất dinh dưỡng, Ngươi bố cục lâu như vậy. Không phải là vì lấy ra tinh huyết của bọn họ đến tầm bổ hóa nguyên quy nhất quả, để ngươi có thể sống lại sao? Trước đã nói với ngươi, kỳ thực hóa nguyên quy nhất quả này là chuẩn bị cho con cháu đời sau của bản tọa, nhưng ngươi hành động để bản tọa thất vọng, vậy còn muốn để cho ngươi sao? Hà Phong lạnh nhạt nói, Hà Nhuận Hải không tin, trên đời tại sao có thể có người tốt như vậy, từ bỏ cơ hội sống lại của mình, chỉ vì tạo phúc cho hậu nhân. Lăng Hàn ngắt lời nói, tiền bối, lẽ nào khi đó ngươi xung kích thiên tôn thành công? Thành là thành công, nhưng lại trọng thương, cần năm tháng vô tận đến chữa thương, thuận tiện bày cái bàn cờ, vì hậu nhân gia tộc sáng tạo một cơ duyên lớn. Chỉ là người Hà Gia tựa hồ có tật xấu nghi ngờ, nếu như hắn nói rõ tình huống, vậy khẳng định không có nhiều chuyện như vậy. Nhưng hắn còn muốn thử thách đời sau trung tâm, Hà Nhuận Hải là loại người có tính cách không vì bản thân, trời chu đất diệt, ngay cả con ruột cũng có thể hy sinh, kết quả là gặp sự cố. Trách ai được, Hà Phong sướng sờ, sau đó bật cười. Tiểu tử ngươi đúng là thông minh, đáng tiếc, ngươi không phải đời sau của bản tọa, đáng tiếc, đáng tiếc. Sao có thể có chuyện đó? Hà Nhuận Hải thất thanh kêu to, chương 2854, đảo ngược kinh người hai. Nếu ngươi xung kích thiên tôn thành công, tại sao còn tự chôn ở chỗ này? Ngươi gạt ta, ngươi nhất định là đang gạt ta. Thân ảnh của Hà Phong đang chậm chậm trở nên ngưng tụ, ngũ quan đường viền cũng trở nên rõ ràng, có thể nhìn thấy tướng mạo. Hắn nhìn qua chỉ chừng 20 tuổi, anh khí bừng bừng, tràn ngập lực áp bách khó có thể hình dung. Thiên tôn, đại hắc cầu ở một bên kinh ngạc thốt lên, nó đi theo duyên sinh thiên tôn vô số năm tháng, tự nhiên đối với khí tức của thiên tôn cực kỳ quen thuộc. Đây là một vị thiên tôn, hàng thật đúng giá. Hà Phong hai tay chắp sau lưng nói, lúc trước bản tọa xác thực đã thành công, chân chính đẩy ra cửa lớn thiên tôn. Chỉ là bản tôn có tự mình biết mình, có thể trở thành thiên tôn đã là cực hạn, muốn tiến thêm một bước nữa, chạm đến lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới, là chuyện không thể nào. Bước thứ nhất của thiên tôn, chính là nắm giữ lực lượng độc nhất vô nhị của một vị diện, đây cũng không phải là siêu thoát chân chính, bởi vì lại đi vị diện khác, lại cần một lần nữa nắm giữ lực lượng độc nhất vô nhị, mới có thể có thực lực của thiên tôn. Chỉ có trở thành nhị bộ thiên tôn, chân chính nắm giữ một đạo trong sáu đại lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới, mới có thể khinh thường thiên địa, qua lại bất luận vị diện nào. Vì lẽ đó, bản tôn nghĩ, nếu cuồng loạn có thể thôn thiên thực địa, thậm chí vượt qua thất bộ thiên tôn, vậy vì sao bản tôn không thể? Hà Phong từ tốn nói, ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng trong lời nói lộ ra ý nghĩ lại làm cho tất cả mọi người run sợ. Không sai, bản tôn là cố ý hủy diệt thân thể, bên trong tháng năm lâu dài như thế, bản tọa liền dung hợp vật này. Ở sau người hắn, thình lình có thêm một cái đuôi. Có đuôi cũng không phải chuyện kỳ quặc quái gở gì, trên đời này có lượng lớn bán nhân, mọc sừng, có đuôi. Đều rất thông thường, nhưng chiếc đuôi này của Hà Phong lại quấn quanh hắc quang, tỏa ra áp lực không cách nào hình dung. Lần này Lăng Hàn thực sự là chấn kinh rồi thậm chí lộ ra vẻ giận dữ đây là vòi của cuồng loạn hắn ở tiên vực vị diện từng thấy lúc đó chu hằng vượt qua vị diện mà đến kết quả cuồng loạn cũng theo đuôi một đòn suýt chút nữa giết chết thanh hỏa thiên tôn mà bọn người lăng hàn nhìn thấy chính là một đồ vật giống như xúc tu bạch tuộc lăng hàn ký ức sâu sắc không gì sánh được cái đuôi này của hà phong chính là vòi của cuồng loạn hà phong hơi sững sờ không khỏi nói một tiên vương tầng ba nho nhỏ lại gặp qua cuồng loạn phải biết cho dù là tiên vương tầng 9 đỉnh cao đi tới vực ngoại chiến trường cũng chỉ có thể làm bia đỡ đạn, lúc nào cũng có thể đột tử, muốn nói Lăng Hàn gặp qua cuồng loạn thực sự là khó có thể tưởng tượng. Lăng Hàn gật đầu, gặp qua, Hà Phong cười ha ha, không đáng kể, bản tôn sẵn lòng nói cho các ngươi những chuyện này, liền không có dự định bảo mật. Không sai, bản tôn dung hợp vòi của cuồng loạn, nhiều năm như vậy liên tục dung hợp, tiếp đó, bản tôn sẽ đi tới một vị diện cấp thấp, giết sạch hết thải cường giả nơi đó, sau đó sẽ cắn nuốt vị diện kia tin tưởng tương lai bản tôn tất nhiên cũng có thể trở thành cuồng loạn thứ hai đúng là điên lang hàn không thể tin tưởng lại còn có người sẵn lòng trở thành loại tồn tại như cuồng loạn có ý gì coi như giữ lấy một vị diện thì đã làm sao cũng chỉ còn sót lại mình coi như người mạnh nhất cũng không có ai xếp phía trước cũng không có ai xếp phía sau của ngươi cô tịch như vậy ai có thể chịu đựng hà phong lại chủ động muốn trở thành nhân vật như vậy không phải điên thì là cái gì hà phong tựa hồ biết suy nghĩ của lăng hàn cười nhạt bản tôn không có điên bởi vì ngươi căn bản không biết cuồng loạn mạnh mẽ muốn tiêu diệt nó là chuyện không thể nào chỉ có trở thành vị diện mới có thể cùng nó chống chọi vậy có nên ca ngợi tiền bối hy sinh mình chỉ vì chống đỡ cuồng loạn hay không lăng hàn nói biết rõ này có khả năng làm tức giận hà phong nhưng vẫn nói ra miệng đến nếu không trong lòng thực là khó chịu đối mặt một vị thiên tôn đòn sát thủ của lăng hàn cũng mất đi tác dụng quyển trục vị diện đưa tới thiên kiếp không dọa được một vị thiên tôn. Hà Phong thờ ơ cười cười, bản tôn không có thanh cao như thế, nhưng khi bản tôn đủ mạnh, nhất định sẽ từ vị diện cấp thấp không ngừng nổi lên, cuối cùng đối đầu với cuồng loạn. Bản tôn dù sao cũng là người, chỉ vì trở thành mạnh nhất, đúng là không có biện pháp phải thôn phệ toàn bộ nguyên thế giới. Vì lẽ đó, bản tôn mới là hy vọng to lớn nhất của các ngươi. Hắn nói lời này rất có đạo lý, bởi vì nguyên thế giới vị diện sắp xếp đều là từ thấp đến cao, nếu như một vị diện cường đại vượt qua phía trước sẽ bơi lên cao hơn như vậy khi hà phong mạnh mẽ tới trình độ nhất định sẽ vượt qua viêm xương vị diện cùng cuồng loạn chính diện giao phong nhưng lăng hàn lại không coi trọng tại sao cuồng loạn gây ra nhiễu loạn lớn như vậy đó là bởi vì bản thân nó cực kỳ mạnh mẽ thông qua thôn vệ vô tận nó trở thành tồn tại lục bộ thậm chí thất bộ thiên tôn sau đó mới thôn vệ vị diện bản thân thay vào đó nhưng hà phong không có mạnh mẽ như vậy Chính hắn cũng nói rồi, không có thể trở thành nhị bộ thiên tôn Đã như vậy, coi như hắn đi tới vị diện thấp nhất như tiên vực, lại có tư cách cắn nuốt tiên vực sao? Không thể, lị diện lại yếu cũng có lực lượng bản nguyên, chỉ là vấn đề số lượng nhiều ít, làm sao cũng có thể tính là nhị bộ chứ chứ Một tên nhất bộ thiên tôn liền có thể làm thịt một vị diện lang hàn không tin, nếu không thì, ba vị kia ở tiên vực đã sớm tự mình ra tay, đánh nổ tiên vực, không phải có thể dòm ngó lực lượng bản nguyên trọng yếu nhất từ đó bước vào nhị bộ, đây là bọn hắn tha thiết ước mơ. Đám người thanh hỏa thiên tôn không làm được, dựa vào cái gì Hà Phong là được. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không nói ra những lời này, hiện tại Hà Phong đã tiến vào ngõ cụt, vạn nhất để hắn nghĩ thông suốt mấy kỷ nguyên bố cục đều uổng phí, vậy hắn thẹn quá thành giận, dưới kích thích không biết sẽ làm ra chuyện gì. Lão Tổ Tông, tha thứ ta lần này a. À? Hà Nhuận Hải đột nhiên quỳ xuống, nhìn Hà Phong cầu xin tha thứ. Một là vì để sống, hai là vì hóa nguyên quy nhất quả, hiện tại hắn tin tưởng, Hà Phong đúng là đang vì gia tộc của mình cân nhắc. chương 2855, giải quyết, Hà Phong uy nghiêm đáng sợ nhìn về phía Hà Nhuận Hải, trong ánh mắt lóe ra sát khí, tại sao hắn cố ý ẩn giấu sự thực. Không phải là muốn thử thách đời sau, nói rõ người này có bệnh đa nghi mãnh liệt. Người như vậy, tất nhiên là trừng mắt tất báo, con cháu xấu xa, giữ lại làm gì. Hà Phong hừ một tiếng, quả đoán ra tay, đập về phía Hà Nhuận Hải. Hà Nhuận Hải căn bản không dám đón, vội vã quay đầu liền chạy nhưng thiên tôn ra tay tiên vương nào có thể may mắn thoát khỏi đúng hà nhuận hải bị một tát đập chết như một con ruồi nhỏ bé không đáng kể không đỡ nổi một đòn nhất thời trời giáng mưa máu ý đau thương mãnh liệt xoảng một tia chấp đánh xuống đánh về phía hà phong cấp độ của viêm xương vị diện cực cao dù thất bộ thiên tôn đi lại ở thế gian cũng sẽ không gặp phải thiên địa nhầm vào nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi vừa nãy hà phong ra tay hơn nữa giết còn là tiên vương. Tiên vương, đại diện cho quy tắc, từ một ý nghĩa nào đó mà nói chính là sứ giả thiên địa, cái này tự nhiên gây nên thiên địa tức giận, ra tay với hắn. Hà Phong tùy ý đưa tay chộp một cái, đùng, chấp giật liền bị đánh nát tan, chỉ cần sức chiến đấu bị ràng buộc ở mức độ quy tắc, vậy liền không thể tạo thành uy hiếp với thiên tôn. Hà Nhuận Hải nhảy đáp nửa ngày, liền chết như thế. Nhưng mọi người không hề nhẹ nhóm, Hà Phong ngay cả con cháu đời sau cũng không chút lưu tình giết chết, hơn nữa còn nói bí mật lớn của hắn cho mọi người, chẳng lẽ còn sẽ thả bọn họ trở về sao? không cần xuất sắng, nếu bản tôn muốn giết các ngươi, đã sớm động thủ. Hà Phong nở nụ cười, hắn đảo qua mọi người, nguyên bản bản tôn là có ý lấy tinh huyết của các ngươi đến nuôi nấng hóa nguyên quy nhất quả, tác thành con cháu đời sau của bản tôn, ai bảo tử tôn chẳng ra gì a? À? hắn có chút nản lòng thoái chí, nhưng lập tức lại tiêu sái nở nụ cười. bản tôn cũng không phải người không lấy đại cục làm trọng. Tuy hóa nguyên quy nhất quả này không có đạt đến trình độ cao nhất, nhưng trung quy vượt qua hết thải tiên vương đại dược, hơn nữa cũng không cần phải tầng 9 đỉnh cao mới có thể dùng. Đưa cho các người đi, hắn đưa tay đặt lên cây đại thụ, rất nhanh cây đại thụ ra hoa, kết quả, tốc độ nhanh kinh người. Cực kỳ quái lạ, một cây đại thụ do xích sắt hình thành, lại thật có thể nở hoa kết quả. Trái cây kia chỉ to bằng đầu người, màu tím đen, mặt ngoài có cảm giác lồi lõm rõ ràng. Hà Phong lại vung tay lên, Trái cây này liền tự động tách ra, bay về phía đám người lăng hàn, nữ hoàng, Tiêu Anh hùng, vừa vặn một người một khối, thế nhưng đại hắc cẩu cùng Ngự hư Tiên Vương lại không có phần. Các ngươi đều là Tiên Vương tầng 9 đỉnh cao, có tư cách xung kích thiên tôn, hóa nguyên quy nhất quả đối với các ngươi không có tác dụng gì. Hắn giải thích một câu, đại hắc cầu khó chịu mà chép miệng, vô dụng không quan trọng lắm, nó không ngại nếm thử. Tất cả mọi người kinh ngạc, Hà Phong lại rộng lượng như vậy? cái tâm tính này tốt đến khiến người ta có chút không thể tin được. Hà Phong vung tay, thân hình bắn lên, xèo, hắn trực tiếp xé không gian, trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Vù, không gian rung động, chỉ thấy một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện. Mọi người cả kinh, nơi này ngay cả tiên vương tầng 9 cũng không cách nào trực tiếp phá tan không gian rời đi, nhưng hiện tại trước sau có hai người làm được. Đó là một tên thiên tôn, kháo, thiên tôn cũng có thể sinh sôi. Phốc, thấy rõ bóng đen này, mọi người suýt chút nữa đều cười phun ra, bởi vì thứ này lại là một con lừa, bộ lông đen kịt, bóng loáng như gấm. Một, con lừa cấp bậc thiên tôn, đám tiểu quỷ, có gì mà nhìn, hắc lư mở miệng, có uy nghiêm vô thượng, tiền, tiền bối, lang hàn kêu một tiếng, có một loại khó chịu không nói ra được, nhìn con hắc lư này liền để hắn không kìm lòng được nhìn về phía đại hắc cẩu, luôn có một loại ảo giác, hai người này là một mặt hàng. Xin hỏi tiền bối, vừa nãy Hà Phong sẽ làm như thế, là bởi vì phát hiện tiền bối. Hắn hỏi, nếu không, đánh chết hắn cũng không tin Hà Phong sẽ là người như vậy. Hắc Lư cười khà khà nói, đương nhiên, nếu không như vậy, các ngươi cho rằng tên kia sẽ tác thành các ngươi. Hắn đây là đang cố ý ra vẻ, nếu không, chỉ cần bản tôn cuốn lấy hắn, chờ thiên tôn khác đến, hắn làm sao có khả năng chạy trốn. Vừa nói như thế, tất cả mọi người bừng tỉnh, Hà Phong không phải là thật đạo đức tốt, mà là đang vì mình cân nhắc. Đa tạ tiền bối tất cả mọi người hành lễ nếu không thì hà phong hoàn toàn có thể diệt khẩu bọn họ sau đó thong dong rời đi một vị thiên tôn nha là nhân vật mạnh mẽ cỡ nào tiền bối cứ như thế để cho hà phong chạy không sợ hắn làm hại thế gian sao tiêu anh hùng hỏi hắc lư cười hì hì lão gia hỏa kia bước vào thiên tôn cũng đã cực hạn không thể trở thành nhị bộ thiên tôn lấy thực lực như vậy còn muốn thôn phệ vị diện thực sự là đùa giỡn nó dừng một chút lại nói so với cuồng loạn hắn hoàn toàn chính là cặn bã, tất cả mọi người âm thầm nghe răng, con hắc lư này cũng chỉ là nhất bộ thiên tôn, nhưng khẩu khí lớn như thế, thật khiến người ta không nói gì. có điều hóa nguyên quy nhất quả này là thật, các ngươi ăn có thể tăng lên chút thực lực. hắc lư lại nói, mọi người thấy trái cây trong tay, da mặt cũng có chút co giật. đồ chơi này là từ trên cây đại thụ kia mọc ra, thật có thể ăn sao? còn không mau, tiên quả đã cắt ra, một khắc sẽ trôi đi một bộ phận tinh hoa. Hắc Lư quát lên, mọi người vội vàng ăn tiên quả. Ngay cả ngõ Lý cũng không ngoại lệ. Hắn không phải người, nhưng không có nghĩa là hắn không thể tiêu hóa chỗ tốt của tiên quả. Bọn họ khoanh chân ngồi xuống, chỉ có Đại Hắc cầu cùng Ngự Hư Tiên Vương nhàm chán đứng đó. Đại Hắc mắt chó chuyển liên tục, đột nhiên đi tới bên cạnh Hắc Lư, bắt đầu kéo quan hệ. Đừng xem một là chó, một cái khác là lừa, nhưng bọn chúng lại rất nhanh vừa nói vừa cười, thậm chí kẻ vai sát cánh, một bộ như là bạn tốt. Lang Hàn cảm giác không sai cái gọi là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, người theo bầy mà phân, hai tên này nhanh như thế liền như keo như sơn, hiển nhiên là có tiếng nói chung. Có điều, hiện tại Lăng Hàn không rảnh rỗi để ý tới cái này, hắn đang luyện hóa hóa nguyên quy nhất quả. chương 2856, Hắc Lư, không nói trái cây kia cần lấy ra tinh huyết của đế tinh tiên vương, ngay cả bản thân nó cũng trưởng thành mấy kỷ nguyên, liền có thể thấy được sự bất phàm của nó, bởi vì dựa theo Hà Phong giải thích, nếu trái cây kia hoàn toàn trưởng thành, có thể để cho một tiên vương tầng 9 trực tiếp bước vào Chuẩn Thiên Tôn. Hiện tại tuy hiệu quả kém chút, hơn nữa còn chia ra thật nhiều khối, nhưng đối với tiên vương cấp thấp mà nói, vẫn là bảo vật hiếm có. Cái này không phải tiên quả thuần phí về mặt ý nghĩa, mà là một loại đan dược, đương nhiên thủ pháp luyện chế như vậy rất khó noi theo. Lăng Hàn vận chuyển dược lực, liền phát hiện cái này không chỉ có thể thúc đẩy tu vi của hắn, hơn nữa còn có thể đẩy bất diệt thiên kinh về tầng thứ cao hơn. Thế nhưng, tiên quả chỉ có một khối, đẩy tu vi liền không đẩy được thể phách. Chọn cái nào, lang Hàn chỉ hơi do dự, hắn liền quyết định lựa chọn trước tiên luyện bất diệt thiên kinh. Thể phách cùng lực khôi phục của thiên sinh, ngõ lý cho hắn xúc động rất lớn, trước đây là độc quyền thuộc về hắn, nhưng hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác có năng lực như vậy, để hắn rất sốt ruột. Hắn thúc đẩy bất diệt thiên kinh, điên cuồng hấp thu chỗ tốt của hóa nguyên quy nhất quả, bên ngoài thân có từng viên từng viên phù văn lấp lẽ, thật giống như giải thích bí mật của vạn cổ chư thiên. Tiên quả này cần mấy kỷ nguyên mới sinh thành, ẩn chứa năng lượng cực kỳ phong phú, Lang Hàn bỏ ra dòng dã 39 ngày mới có thể hoàn toàn luyện hóa. Hắn có chút tiếc nuối, cũng có chút mừng rỡ. Bất Diệt Thiên Kinh tu đến cấp Tiên Vương, tổng cộng có 9 tầng, xưng là Bất Diệt Tiên Vương thể, mỗi một tầng đều đối ứng một tầng Tiên Vương, tỉ như Bất Diệt Tiên Vương thể tầng 1 thì tương đương với phòng ngự toàn lực của Tiên Vương tầng 1. Thế nhưng, chỗ tốt của Bất Diệt Thiên Kinh ở chỗ, tu ra chính là thể phách, mà thể phách thì là thường chú Hiện tại hắn đẩy mạnh Bất Diệt Tiên Vương thể đến tầng thứ 6, tương đối bất phàm, nhưng cách tầng 9 đỉnh cao còn thiếu một chút. Hơn nữa, Bất Diệt Thiên Kinh tăng lên cũng không bị cảnh giới ảnh hưởng, chỉ cần sức lĩnh ngộ của Lăng Hàn đủ mạnh, cộng thêm có đủ tài nguyên, hắn hoàn toàn có thể tăng Bất Diệt Tiên Vương thể lại, đạt đến Vĩnh Hằng Tiên Kim thân thể, thân thể chân chính có thể so sánh tiên kim. Lên trên nữa còn có một tầng, cũng là tầng cuối cùng, chính là Bất Diệt Thiên Tôn thể, nhưng duyên sinh Thiên Tôn cũng chỉ suy nghĩ ra nửa tầng tuy thân thể mạnh hơn tiên kim, rồi lại không đạt tới toàn lực phòng thủ của nhất bộ thiên tôn. Hết cách rồi, duyên sinh thiên tôn chết sớm, nếu không nói không chắc hắn đã sớm hoàn thiện tầng công pháp này. Lực khôi phục cũng tăng lên rất nhiều, hiện tại bất diệt chân dịch hóa thành hình dạng sương mù, tràn ngập mỗi bộ phận trong thân thể, chịu tổn thương nghiêm trọng đến đâu cũng có thể tự động khôi phục. Có điều, năng lực dục hỏa trùng sinh tạm thời không thể sử dụng. Cái này dính đến mức độ quy tắc, nhưng đây là ở viêm xương vị diện, cần điều chỉnh công pháp mới có thể phù hợp đại đạo của nơi này. Hơn nữa, mức độ quy tắc chỉ có thể thích hợp với tiên vương, nếu như ta đột phá thiên tôn, vậy dục hỏa trùng sinh liền hoàn toàn vô hiệu. Tiên vương được thiên địa quan tâm, cho nên mới có khả năng có một tia cơ hội sống lại, nhưng thiên tôn là tuyệt đối không được. Chết đi thiên địa còn mừng, ở đó mà cho ngươi sống lại. Hơn nữa, tiến hóa lũy thừa của ta tựa hồ lại tăng lên một chút. Lang Hàn lẩm bẩm nói, trước hắn vô hạn tiếp cận 12, nhưng hiện tại hắn cảm giác đã đi lên bậc thang này. Bởi vậy tuy tu vi của hắn không có một chút tăng lên nào, nhưng sức chiến đấu lại tăng lên rất nhiều, chuyện này chỉ có thể giải thích là tiến hóa hơn trước. Lăng Hàn là người thứ nhất hoàn thành luyện hóa, đón lấy, mấy người hỏa phù dung, kỳ vô danh cũng dồn dập ngừng lại, ngõa lý chậm nhất, nhưng hắn cũng không đáng kể nhất, thân thể sẽ tự mình tiêu hóa chỗ tốt. Nếu đều xong, vậy liền cút về đi. Hắc Lư ra tay xé rách không gian, đạp mọi người vào, sau đó mới tự mình đi vào, xèo không gian hợp lại, nơi này lập tức khôi phục nguyên trạng. Mọi người xuyên toa hư không, rất nhanh liền té ra ngoài. Quả nhiên, bọn họ đã trở lại vũ viện đệ nhất thiên hạ. Cút đi cút đi, Hắc Lư không nhịn được nói, lại dám để bản tôn đợi nhiều ngày như vậy, thực sự là một đám nhóc con không bất lo. Nữ hài kia, sau này ngươi cũng là một thành viên của vũ viện. Lời này là nói với Liễu Vũ Phi. Liễu Vũ Phi đại hỉ, kỳ thực nàng cũng hãm hại đám người lăng hàn, đang lo lắng có thể bị bọn họ tính sổ hay không, nhưng thành học viên của Vũ Viện Đệ nhất thiên hạ, sinh mệnh liền được bảo đảm. Hừ, ngự hư tiên vương phất tay áo, dẫn đầu rời đi. Hắn rất khó chịu, tuy người khác bị thương, ăn khổ, nhưng chỉ ít cũng đạt được chỗ tốt, hắn thì sao? Nguyên khí hao tổn không nói, càn cổ chuông còn trôi đi vô số tinh hoa, lần đi này quả thực thiệt thòi đến nhà bà ngoại. Hắn nhìn về phía lăng hàn, trong ánh mắt có sát khí nhảy lên người trẻ tuổi này hắn nhất định phải diệt trừ nhưng không phải hiện tại ngựa hư tiên vương hét dài một tiếng nhanh chóng rời đi mấy người tiêu anh hùng cũng lục tục rời đi tuy trước đó bọn họ chịu đại nạn nhưng cuối cùng đạt được chỗ tốt tu vi mỗi người đều tăng vụt chỉ cần thoáng xúc tích một hồi liền có thể đột phá hơn nữa sau khi đột phá còn có thể duy trì tu vi tăng trưởng cao tốc một quãng thời gian tổng thể mà nói vẫn là kiếm lời chỉ là không có giết được lăng hàn Tiểu Hắc, chúng ta cũng đi thôi. Lăng Hàn nhìn về phía đại Hắc cầu nói. Oanh, Lăng Hàn lập tức bị một cước đá lăn đi, chỉ thấy Hắc Lư dẫm chân trên ngực hắn, trong lỗ mũi phun ra lửa. Tiểu tử, người gọi ai là Tiểu Hắc hả? Phải, đã quên thứ này cũng một thân đen thui. Lăng Hàn cười ha ha nói. Đúng là đã quên tiền bối, tại hạ là đang gọi đại Hắc cầu kia. Hắc Lư cũng không có thật muốn tính sổ với hắn, rất nhanh liền thu chân nói. Chu Hằng thổi phồng ngươi như vậy, nhưng bản tôn nhìn chung quanh, người cũng không có địa phương lạ kỳ gì nha. Chu Hằng, Lăng Hàn kinh ngạc nói, tiền bối cùng Chu Hằng tiền bối quan hệ rất tốt sao? Kha kha, tiểu tử kia là bản tôn một tay dậy ra a. À? Hắc Lư nhất thời rào rạt đắc ý, chương 2857, tiên vương mộ địa. Lăng Hàn không khỏi nhìn về phía đại hắc cẩu, trong lòng âm thầm gật đầu, hai người này tuyệt đối là một mặt hàng, khoác lác không sợ phá thiên. Tiểu tử, người đây là ánh mắt gì? Đại hắc cẩu cùng hắc lư đồng thời kêu lên. Quả nhiên, Chu Hằng tiền bối có dặn dò gì sao? Lăng Hàn hỏi, Hắc Lư kinh ngạc nói. Không sai, tiểu tử Chu Hằng kia quả thật nhờ bản tôn mang cho người mấy câu nói, người đúng là rất thông minh. Lăng Hàn cười ha ha, Chu Hằng tiền bối đi tới vực ngoại chiến trường sao? Hắc Lư gật đầu, đoạn thời gian gần đây, cuồng loạn phát động công kích đột nhiên trở nên cuồng bạo, điều động số lượng thiên tôn nhiều đến kinh người, trong đó càng có một ít loại sản phẩm mới chưa từng thấy, để chúng ta tổn thất rất lớn, vì lẽ đó thiên tôn cấp cao đều qua đó tỏa chấn. Tình huống nát bao nhiêu, Lăng Hàn trầm giọng nói, vực ngoại chiến trường là cùng mỗi người một nhịp thở, một khi để cuồng loạn công phá phòng tuyến, vậy toàn bộ nguyên thế giới sẽ rơi vào tay giặc. Tiểu tử, cái này không phải ngươi hiện tại cần quan tâm. Hắc Lư trách mắng, ngươi không hiếu kỳ tiểu tử Chu Hằng kia để bản tôn nói cái gì cho ngươi sao? Lúc này Lăng Hàn mới nói, hiếu kỳ a, à, Hắc Lư không khỏi phiền muộn, Nhìn vẻ mặt của tiểu tử này, rõ ràng không có hiếu kỳ gì, chỉ là qua loa nó mà thôi." Tiểu tử Chu Hằng kia nói, "Nếu như tiểu tử ngươi không theo đuổi tu vi tăng lên nhanh chóng, cũng có thể ở trong Vũ viện, tiến lên dần dần." "Có điều, muốn trong thời gian ngắn nhất xông lên tầng 9, vậy có thể đi một chỗ." Hắc Lư nói, ánh mắt Lăng Hàn sáng lên, "Nơi nào? Nơi cực kỳ nguy hiểm, hơi một tí sẽ để ngươi vạn kiếp bất phục." Hắc Lư nghiêm nghị nói, "Lăng Hàn không những không sợ, trái lại tràn đầy phấn khởi. Mời Lưu Tiền Bối nói rõ, Hắc Lư lắc đầu một cái, cũng thật là giống như Chu Hằng nói, tiểu tử ngươi quả nhiên hứng thú. Lăng Hàn cười ha ha, nhị Hắc là một mặt hàng, mà hắn cùng Chu Hằng lại là cùng loại người. Nguy hiểm thì đã làm sao, khẳng định nương theo cơ duyên, mà khiêu chiến nguy hiểm, để mình tiến bộ, không phải con đường tu luyện tốt nhất sao. Chỗ đó, gọi là tiên vương mộ địa, Hắc Lư nói, mộ địa, vẻ mặt Lăng Hàn cổ quái nhìn Hắc Lư, cái thứ này sẽ không bảo hắn đi trộm mộ chứ. Không phải mộ địa chân chính, mà là nơi đó tiên vương chết quá nhiều, tựa như mộ địa. Hắc Lư suy nghĩ một chút mới nói, hừm, kỳ thực phải nói là bãi tha ma, có rất nhiều tiên vương chôn thây. Lăng Hàn kinh ngạc, cái này đến tột cùng là địa phương thế nào? Vô số năm trước, đây là một ngục giam, giam giữ một ít tiên vương vô cùng hung ác. Hắc Lư giải thích, nếu vô cùng hung ác, tại sao không trực tiếp giết chết? Lăng Hàn hỏi, Hắc Lư lắc đầu, có trước tiên vương bối cảnh rất lớn, nếu giết chết, sẽ gợi ra vấn đề lớn. Lăng Hàn đã hiểu, thời đại này người có bối cảnh sông tai họa lớn hơn nữa cũng sẽ không chết, nhiều lắm chính là bị lưu vong, giam giữ, trừ khi có đại nhân vật chủ trì, giải quyết nhanh chóng. Nhưng có cuồng loạn uy hiếp, mục tiêu của mọi người đều là chống đỡ cuồng loạn, cần đoàn kết tất cả lực lượng, cũng không thể bởi vì một hai tiên vương để thiên tôn phản bội chứ. Vì lẽ đó, mới sẽ có ngục giam tiên vương xuất hiện. Hắc Ngư gật gù, nó biết Lăng Hàn đã hiểu. Theo thời gian trôi đi, tiên vương trong mục giam càng ngày càng nhiều, mà địa vực cũng càng lúc càng lớn. Nơi đó không tuân theo quy củ, tràn ngập giết chóc, cuồng bạo, hắc ám, có khả năng bởi vì ngươi nhìn người khác một chút, sẽ gợi ra một hồi sinh tử ác chiến. Không biết từ lúc nào, có tiên vương muốn tiến vào, ở nơi đó rèn luyện, ngăn ngắn 100 triệu năm liền từ tầng 4 bước vào tầng 9, khi hắn xuất hiện cùng nói ra kinh nghiệm những năm này của mình, liền gây nên náo động to lớn rất nhiều tiên vương noi theo nhưng người đi vào nhiều tự nhiên có rất nhiều người bị tiên vương bên trong phát hiện gặp phải tàn sát nơi đó mỗi ngày đều có tiên vương đẫm máu khắp nơi có thể nhìn thấy thi thể tiên vương nhưng máu tiên vương đúc xuống tiên vương đại dược ở trong kia cực kỳ nhiều tiểu tử hiện tại ngươi còn muốn đi nơi đó không hắc lư nhìn lăng hàn nếu như ngươi lựa chọn đi vào vậy sống chết tự lo thậm chí vì phòng ngừa thiên tôn đi vào cứu người có vài vị thất bộ thiên tôn liên thủ bố trí cấm chế dễ vào khó ra bản tôn cũng không thể ở thời điểm ngươi gặp phải nguy hiểm xuất hiện chỉ có ở thời gian ước định mới có thể tới đón ngươi lang hàn lập tức nở nụ cười đương nhiên là đi hắc lư nhe răng ngươi không suy tính một chút sao không cần lang hàn như chặt đinh chém sắt hắc lưu kêu to hoa hoa lại bị tiểu tử chu hằng đoán chúng bản tôn lại thua qua nha nha tên tiểu tử thối ngươi ngươi suy tính một chút sẽ chết sao nó tức giận đến lỗ mũi phun lửa, đây chính là lực lượng vượt qua quy tắc, có lực lượng bản nguyên phun trào, cực kỳ đáng sợ. Lăng Hàn, Nữ Hoàng, Đại Hắc Cẩu vội vã lui về phía sau, chỉ có ngõ Lý cảm thấy rất hứng thú nhìn xem, ánh mắt nhảy không ngừng, tựa hồ muốn tính toán ra phương thức vận dụng loại lực lượng này. Lăng Hàn cười ha ha, thực sự là không có ý tứ, lư tiền bối. Hắc Lư nhảy một trận, sau đó cười kha kha, không có chuyện gì, chỉ cần đưa ngươi đi, muốn nói cái gì không phải tùy ý bản tôn sao? Ý này chính là, nó sẽ nói dối. Kháo, cái gì thiên tôn A, quá vô liêm sỉ. Đại hắc cầu hai mắt tỏa sáng, nhào tới ôm lấy bắp đùi của hắc lư. Ca, cầu ra rốt cuộc tìm được thần tượng, bắt đầu từ hôm nay, cầu ra theo ngươi lăn lộn. Hắc lư rào rạt đắc ý, vô liêm sỉ tới cực điểm. Lăng hàn chỉ có im lặng, nhị hắc này tiến đến cùng một chỗ, sau này không biết sẽ gieo vạ bao nhiêu người. Ngươi tính thế nào, Hắn quay đầu hỏi nữ hoàng, nữ hoàng không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười, đẹp tuyệt khuynh thành. Lang Hàn gật gù, nữ hoàng khẳng định với hắn cùng tiến cùng lui, hơn nữa hiện tại hắn có không gian tiên khí, chính là tiên vương tầng 9 cũng rất khó oanh không tốt, các nàng nữ hoàng đi theo bên cạnh hắn, hệ số an toàn rất cao. Chỉ cần hắn có thể bảo vệ mình bình an vô sự. "Tiểu tử, sau khi ngươi tiến vào tiên vương mộ địa, tuyệt đối không thể lộ ra thân phận của mình, tiên vương bên trong kia bị giam lâu, thứ nhất đầu óc có vấn đề." thứ hai nơi đó mỗi ngày giết chóc, tất cả đều là biến thái, ghét nhất tiên vương bên ngoài đi vào rèn luyện. chương 2858 tiến vào, vì lẽ đó, nếu thân phận của ngươi lộ ra ánh sáng, sẽ người người gọi đánh, mặc ngươi ba đầu sáu tay, tu vi đạt đến tầng 9 cũng vô dụng, một người một quyền liền có thể đánh cho ngươi sợ chết khiếp. Hắc Lưu cảnh cáo nói, lang Hàn gật đầu, Lưu tiền bối yên tâm, tại hạ sẽ chú ý, cắt, bản tôn quan tâm gì, ngươi là ai chứ, cần bản tôn quan tâm sao, Hắc Lư diếu cợt nói, Lăng Hàn cười cười, Hắc Lư giống đại hắc cẩu, xấu tính là khẳng định, nhưng cũng có một mặt thiện tâm, chỉ là bị bọn hắn che lấp, cố ý nói thô lỗ mà thôi. Lăng Hàn trước về động phủ một chuyến, lần đi tiên vương mộ địa này tuyệt không phải chuyện một ngày hai ngày, hắn cần an bài một vài chuyện. Nhu yêu nữ còn có các nữ khác ở trong không gian tiên khí đương nhiên không có bất kỳ ý kiến gì, muốn cùng Lăng Hàn chung một chỗ. Lăng Hàn đi gặp Vũ Hoàng nói tình huống vũ hoàng biểu thị hắn vẫn không có tu gia đạo của mình cần ở trong vũ viện một quãng thời gian củng cố cơ sở nhưng nhất định cũng sẽ đi nơi đó lang hàn đương nhiên ủng hộ nhị ca hắn lại đến thăm đám người dị nghiêm tiên lộ còn có 9 người lăng hỏa lưu lại chút đan dược hắn định một thời gian cho mình dự định ở trong tiên vương mộ địa nghỉ ngơi một tỷ năm ở trong một tỷ năm này hắn không cách nào rời đi chỉ có sống sót đến lúc ấy hắc lư mới sẽ đến tiếp dẫn hắn nếu không cũng chỉ có hắn thành tựu thiên tôn mạnh mẽ xé ra một góc của mục giam mới có thể thoát phây Đây quả thật là một quyết định cực kỳ mạo hiểm, ngược lại đại hắc cẩu, ngõa lý cũng không có nói muốn đồng hành, không coi nghĩa khí ra gì. Lăng hàn kéo ngõ lý nói chuyện chừng mấy ngày, nhờ đối phương phân tích con đường võ đạo của mình một chút, hắn là dựa vào tự mình tìm tòi bò lên, có thể sẽ có một ít chi tiết nhỏ không đủ, mà ngõa lý phân tích là nghiêm cẩn nhất. Đương nhiên, Lăng Hàn cũng sẽ không hoàn toàn tin phân tích, mà chỉ là tham khảo hắn tự nhiên không có đi sông cửu tuyệt trận, nhưng có người nói thiên sinh bạo phát, ở cửa thứ năm tăng lên rất nhiều, đè xuống đám người am mục, tàn nguyệt, hiển lộ hết yêu nghiệt. Ý niệm trong lòng lăng hàn càng kiên định, hắn nhất định phải ở trên tu vi vượt qua thiên sinh, sau đó đánh nổ tên này, giải phóng duyên sinh thiên tôn, từ đó phục sinh duyên sinh thiên tôn. Hắn tạm thời thả xuống cửu hận với đám người thiên sinh, tiêu anh hùng, do Hắc Lư dẫn dắt, đi tới tiên vương mộ địa. Kỳ thực Vũ Viện có rất nhiều học viên ở nơi đó, nhưng mọi người tuyệt đối sẽ không bộc lộ thân phân, vì lẽ đó, vạn nhất thật đối địch, người cũng không cần hạ thủ lưu tình, nếu không chỉ sẽ đưa mạng. Hắc Lư cảnh cáo, Lăng Hàn gật đầu, trừ khi hắn đẩy mạnh bất diệt tiên vương thể đến tầng thứ 9, vậy dù hắn đối đầu tiên vương tầng 9 cũng có thể toàn thân trở ra, nếu không gặp phải vô số tiên vương vây đánh, khẳng định là tao ương. Nhìn ngự hư tiên vương liền biết, hắn là tồn tại số một số 2 trong tiên vương, nhưng gặp phải mấy ngàn xích sát tầng 9 vây công, cuối cùng còn không phải bị bắt. Kiến đông cắn chết voi, huống chi trong thiên vương mộ địa có rất nhiều nhân vật siêu tuyệt. Hắc lư xé rách không gian, thiên tôn chạy đi thực quá nhanh, nhưng Hắc lư vẫn cực kỳ cẩn thận, bởi vì trong hư không vô cùng nguy hiểm, có thể gặp phải cuồng loạn công kích, vậy dù nó là nhất bộ thiên tôn, cũng có khả năng bị giết chết. Cũng còn tốt, bọn họ thuận lợi đi tới một ngôi mộ tràng. Lang Hàn không khỏi đổ mồ hôi lạnh, không phải nói mộ địa chỉ là một từ hình dung sao, sao lại dẫn hắn đến mộ địa thật rồi. Đây chính là lối vào, ngốc hắc lư diếu cợt nói nó mang theo lăng hàn đi tới trước một mộ lớn duỗi chân ở trên mộ bia nhấn một cái ký tự phía trên liền từng hành sáng lên đi vào dễ dàng nhưng đi ra khó như lên trời nó lần thứ hai nhắc nhở lăng hàn trong một tỷ năm này người không được bất luận người nào trợ giúp hoàn toàn chỉ có thể dựa vào mình ta biết lăng hàn gật đầu đi thôi hắc lư đá một cước oanh lăng hàn liền đụng vào trên mộ bia thân hình biến mất không còn tăm hơi thực sự là kỳ vọng a à tiểu tử này ở một tỷ năm sau có thể đạt đến độ cao thế nào. Hắc Lư xoa xoa chân, vẻ mặt đầy chờ mong, nó xé rách không gian bước vào, nhất thời, không gian khép lại, chỉ để lại một gợn sóng nhợt nhạt. Một lúc sau, chỉ thấy ba bóng người bay lượn đến, thật giống như đạp lên vạn cổ năm tháng, tỏa ra khí thức vô cùng bá đạo. Trên người ba người này đều quấn quanh bảy đạo dị sắc, đều là tiên vương tầng bảy. Cốc hợp nghĩa, miêu hóa, tiêu anh hùng, bọn họ luyện hóa hóa nguyên quy nhất quả, đều trong khoảng thời gian ngắn đột phá, trở thành tiên vương tầng 7, lấy tư chất đế tinh của bọn họ, sức chiến đấu tự nhiên vượt xa tầng thứ này. Tiểu tử kia tiến vào tiên vương mộ địa, lấy trình độ yêu nghiệt của hắn, nếu bỏ mặc hắn trưởng thành, lúc đi ra tất nhiên sẽ ở trên tu vi vượt qua chúng ta. Nhất định phải trừ bỏ. Hơn nữa, trên người hắn có bí mật lớn, ta hoài nghi hắn đạt được 6 đại lực lượng bản nguyên rèn luyện, bằng không thể thuật không thể yêu nghiệt như vậy. Giết hắn, đoạt được phương pháp này, chúng ta bước vào thiên tôn độ khả thi tất nhiên tăng nhiều. Ba người dồn dập ra tay, đặt lên trên mộ bia, nhất thời, từng viên từng viên ký tự lần thứ hai phát sáng. Tiên vương mộ địa, dễ vào khó ra, chỉ cần là tiên vương liền có thể dễ dàng mở ra đi vào, nhưng muốn đi ra. Tiên vương tầng 9 cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, chỉ có thiên tôn mới có thể lấy thực lực của mình xé ra cấm chế. Xeo xeo xeo, ba người cũng dồn dập đi vào. Lang Hàn bị một cước đạp ra ngoài, thân hình lảo đảo, thời điểm hắn ổn định bước chân, chỉ thấy mình đã đi tới một địa phương âm u, giữa bầu trời nằm dày đặc mây đen, bốn phía lại có khí thức màu đen bốc hơi, hóa thành các loại phù hiệu quỷ dị. Hắn trước tiên không vội rời đi, mà điều chỉnh tình trạng của mình, thích ứng hoàn cảnh nơi này. Một lát sau, hắn mới đứng lên, đánh giá bốn phía. Đây là một núi hoang, không có một ngọn cỏ. Hắn đi tới trước, lực lượng tiên vương triển khai, sau ba ngày, phía trước hắn xuất hiện một tòa thành lớn. Quỷ vương đô, đây là ba chữ lớn trên cửa thành, bút lực cứng cáp, tỏa ra một loại tư thế bá đạo, càng có một loại cuồng ý, toát ra khí thế thiên hạ kiêu hùng ngoài ta còn ai. chương 2859, Quỷ Vương Độ 1 Nơi cửa thành lại có thủ vệ, nhưng không phải tiên vương, mà là thang nguyên cảnh. Lăng hàn kỳ quái, nơi này không phải chỉ giam giữ tiên vương sao. Nhưng hắn lập tức bừng tỉnh, có tiên vương một lòng chỉ cầu võ đạo đỉnh cao, nhưng cũng có tiên vương thích vui vẻ chơi đùa, mà nơi này giết chóc vô số, cũng sẽ đề cao ra một loại dục vọng nguyên thủy khác. Bởi vậy, tiên vương sinh con, lại sinh sôi, điều này cũng không phải chuyện kỳ quái. Đứng lại, lang Hàn mới vừa tới đến nơi cửa thành, liền bị những thủ vệ này ngăn lại. Có thông hành phù không? Bọn họ hỏi, lang Hàn đã biết đại khái, nơi này có thật nhiều tiên vương mạnh mẽ thành lập địa bàn của mình, xem quỷ vương đô này chính là một người trong đó, mà thông hành phù là một tín phù thân phận do thế lực nào đó chế tác, chứng minh ngươi là một thành viên nơi này. Mỗi thế lực không cấm chỉ nhân viên lưu thông, chỉ cần giao nổi phí dụng thông hành là được. Lăng Hàn lắc đầu, bản tọa là vừa mới tiến vào nơi đây, không có thông hành phù. Lời này vừa nói ra, những thủ vệ kia như gặp đại địch, có người phát ra tín hiệu, liền thấy một vị tiên vương tầng 7 xuất hiện, trên dưới đánh giá Lăng Hàn. Phạm vào tội gì, tên tiên vương này hỏi. Lăng Hàn cười nhạt, ở vũ viện đệ nhất thiên hạ giết người, bị phán vĩnh lưu nơi đây. Tiên vương tầng 7 kia không khỏi cả kinh, sáu chữ vũ viện đệ nhất thiên hạ này quá có phân lược, có thể tiến vào bên trong chí ít cũng là đế giả, thậm chí còn có đế tinh, siêu cấp đế tinh, thậm chí biến thái tiến hóa lũy thừa đạt đến 12. Hắn lộ ra vẻ thận trọng, giết ai, tại sao lại giết? Hắc Lư cùng Lăng Hàn đã sớm đối chiếu, hiện tại hắn tên là Lý Long, xác thực giết người, gọi triệu thính, cái này có thể tra được ở trong vũ viện đệ nhất thiên hạ. Lý Long cùng Triệu Thính đúng là đệ tử của vũ viện đệ nhất thiên hạ, Lý Long cũng xác thực giết Triệu Thính, chỉ là Lý Long bị Hắc Lư giam giữ, không có đưa vào tiên vương mộ địa, do Lang Hàn thay vào đó. Có thiên tôn hỗ trợ làm giả, nơi này coi như thật sự có học viên của vũ viện đệ nhất thiên hạ, hoặc là người rất hiểu rõ vũ viện cũng không thể nhìn ra kẽ hở. Tiên vương tầng 7 kia tỉ mỉ tra hỏi, nơi này hận nhất chính là tiên vương đến rèn luyện, bắt bọn họ làm thử kiếm thạch, vì lẽ đó rất nhiều thế lực đạt thành nhận thức chung, xuất hiện nhân vật như vậy liền toàn diện vây bắt, đánh giết. Lăng Hàn trả lời kín kẽ không một lỗ hồng, cuối cùng, tên tiên vương này sắp xếp Lăng Hàn ở một địa phương đặc biệt, chờ hắn đi đối chiếu cố sự của Lăng Hàn. Đây là quy tắc, mỗi tiên vương mới tiến vào đều như vậy. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không lo lắng, hiện tại hắn chính là Lý Long, bởi Hắc Lư làm thủ đoạn với hắn, đủ để duy trì mấy trăm triệu năm. Quả nhiên, mấy ngày sau tên tiên vương tầng 7 kia liền đến, phân phát thông hành phù cho Lăng Hàn. Lăng Hàn cầm thông hành phù, trong lòng hơi kinh ngạc, thân phận của hắn được chứng thực dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng nơi này rõ ràng là lao tù, người nơi đây hiển nhiên có thủ đoạn câu thông ngoại giới, nếu không làm sao chứng minh chuyện xưa của hắn là thật. Hắn kinh ngạc một hồi liền bỏ qua một bên, hắn tới nơi này là vì nhanh chóng tăng lên tu vi của mình, cái khác hết thảy đều không trọng yếu. Lý Đạo Hiếu, có hứng thú gia nhập quỷ vương quân hay không? Tên tiên vương tầng 7 kia hỏi. Đây là đệ tử của vũ viện đệ nhất thiên hạ, mà có thể tiến vào vũ viện, tuyệt đối không phải đế giả phổ thông, mà là tương lai tất có thể thành tựu tiên vương tầng 9. Vì lẽ đó, nhân tài như vậy đương nhiên phải mời chào. Lang Hàn cười nhạt, ta bị lưu vong tới đây, tâm tình không quá tốt, để cho ta trước tiên thích ứng một hồi. Tiên vương tầng 7 kia gật đầu, cũng tốt, có điều là, nếu lý đạo hữu thích ứng nơi này, có lẽ sẽ phát hiện, nơi này là thiên đường cũng không nhất định. Đúng rồi, bản tọa hướng danh, hắn tự giới thiệu mình, Lăng Hàn gật đầu, chắp tay nói, cảm ơn hướng đại nhân yêu ái, hướng danh rời đi, mà Lăng Hàn có thông hành phù, liền có tư cách tự do cất bước ở tiên vương mộ địa. Tuy hắn nghe Hắc Lư đã nói một ít sự tình ở tiên vương mộ địa, nhưng Hắc Lư thân là thiên tôn, sẽ không cảm thấy quá hứng thú với một địa phương giam giữ tiên vương, bởi vậy đồ vật cụ thể còn cần chính hắn đi tìm hiểu. Đối với tình huống của quỷ vương đô, hắn từ hướng danh hiểu rõ đến một ít, lại thêm tự mình tìm hiểu, dần dần có một khái niệm. Quỷ vương đô đương nhiên là một thế lực, hết thảy thành thị ở nơi này đều là một thế lực độc lập. Quỷ vương đô có hơn 20 tên tiên vương tầng 9 tỏa chấn, lấy thanh quỷ tiên vương dẫn đầu. Đừng xem mọi người đều là tầng 9, nhưng võ không có đệ nhị, khẳng định có một cái mạnh nhất. Thanh quỷ tiên vương này chính là một hung nhân tiếng tăm lừng lẫy, truyền thuyết hắn năm đó dễ giết, thị gian, không biết giết bao nhiêu thiên tài tiền đồ vô lượng, cũng gieo vạ không biết bao nhiêu thiếu nữ tiên vương. Theo đạo lý, hắn phải chết đến mấy trăm lần, nhưng thân thúc của hắn là một vị tứ bộ thiên tôn vì lẽ đó hắn không chết bị lưu vong đến nơi này đến nơi này thành quỷ tiên vương như cá gặp nước tụ lại một đoàn người như tầm như mã tầm mã thành lập quỷ vương đô người thuận ta sống nghịch ta thì chết cho dù ở địa phương quỷ quái như tiên vương mộ địa quỷ vương đô cũng xếp hạng rất cao nơi này xác thực giết chóc nổi lên bốn phía lăng hàn chỉ ở đây trên ba ngày liền nhìn thấy bảy lần đại chiến trong đó hai trận có tiên vương đẫm máu năm trận khác cũng lấy một phương bị trọng thương kết cuộc. Mà nguyên nhân bảy trận chiến đấu này đều bé nhỏ đến không đáng kể, hoàn toàn có thể nói vài câu liền giải quyết, nhưng ở đây nhất định phải dùng máu tươi xử lý. Ở đây, nhân từ là nhược điểm chí mạng, có điều như vậy cũng được, ở đây chính là phải không ngừng chiến đấu, thời khắc làm cho mình ở bên bờ sinh tử, dưới áp lực cực lớn, tu vi mới sẽ nhanh chóng tăng lên. Lăng Hàn điều động, tuy ở khách sạn sẽ an toàn một chút, nhưng hiển nhiên không hợp ý đồ đến của hắn. Hắn đi tới lầu cao của khách sạn, nơi này còn kiêm bán rượu và thức ăn, hắn gọi vài món ăn, lại kêu một bình rượu, từ từ nhâm nhi. Đừng xem nơi này là chiến trường giết chóc, nhưng thức ăn rất ngon, có người nói thịt đều là đại thú cấp tiên vương. Đương nhiên, tiên vương thú loại cũng có thể chọn thịt của nhân tộc tiên vương ăn, ở đây không có bất luận quy tắc gì cần tuân thủ.